Xin chào quý vị. Hôm qua mình học xong cái sáu pháp bất kính. Thì hôm nay mình học tiếp theo đó là sáu cái pháp cung kính. Nội dung ngược lại hoàn toàn với sáu pháp bất kính, chỉ vậy thôi. Bên đây mình học về sáu pháp cung kính. Có nghĩa là đối với bậc đầu sư, mình có học hỏi vô lý, mình có tìm hiểu về Ngài, tìm hiểu được ân đức của Ngài, thông qua những cái gì mình được gợi ý trong kinh, như là những cái hồng danh của Ngài, vì đâu Ngài có cái hồng danh là A-la-hán, là cái bậc đáng cúng dường. Đáng đây, đáng cúng dường đây là sao? Là nhân viên ba cõi, không có đối tượng nào để đảnh lễ cúng dường mà hơn được Ngài hết đấy, không có cá nhân nào hơn được Ngài. Ví dụ như vậy. Rồi đối với pháp là cái con đường thoát khổ, mình mà có thấm thía được cái hoàn cảnh của mình đấy, là đang là đắm chìm trong biển khổ, thì mình mới là dốc lòng tôn kính chánh pháp, lời dạy của Phật. Đang nói về sinh tính pháp là tôi phải đi lạc đề một chút như vậy. Có nghĩa là mình không có cái nhận thức sâu sắc về bốn đế, dầu chỉ là trên pháp học nha, dầu chỉ là trên lý thuyết, mà nếu mình không có nhận thức sâu và rộng về bốn đế thì khó có cái lòng mà tôn kính đối với Tam Bảo, chẳng hạn như đối với Phật, pháp và tăng nha. Bởi vì mình phải thấy rằng mình đang ở trong một cái tình trạng vô cùng bấp bênh, bất chắc, phải nói như vậy. Bây giờ đó là buổi sáng buổi chiều mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình, cho người thân mình, cho tài sản của mình nha. Cho bản thân mình, người thân mình và tài sản của mình không có biết được chuyện gì sẽ xảy ra hết. Rồi khi mà tắt thở rồi đó là mình không biết mình đi về đâu. Cái cơ hội đi xuống thì nó lớn vô vàng so với cái khả năng mà đi lên. Ý thức được cái hoàn cảnh của mình như vậy đó thì mình mới thấy cái chuyện mà tu hành giải thoát nó quan trọng cỡ nào. Mà khi mà mình thấy cái chuyện tu hành giải thoát mà nó quan trọng đó thì mình mới thấy rằng Đức Phật đáng kính, đáng quý cỡ nào. Bởi vì mình đó nha, vì mình đó mà Ngài đã lăn trôi vô số kiếp sinh tử thì cuối cùng trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Chứ còn nếu Ngài chỉ lo riêng cho Ngài đó thì Ngài đi lâu mất rồi, bị mất tiêu rồi. Cho nên tôi nhắc lại, cái là một lần nọ Đức Phật dạy rằng trong bao nhiêu năm hoàng đạo, trong cái tấm thân này đó, ta chỉ nói có hai điều thôi, đó là khổ và con đường bị khổ. Hai cái vấn đề này nó quan trọng dữ lắm, rồi vô cùng quan trọng, nó chính là vấn đề cốt tủy của đạo Phật. Phải nói như vậy, nó là cốt tủy của đạo Phật. Từ cái chuyện mà mình có mặt ở trên đời này, dầu là con chó, con heo, hay là làm thiên thần, làm tiên ông, tiên nữ, tiên bà, tiên đồng gì đi nữa, rồi xuống đến làm con này con kia ở dưới 18 tầng địa ngục, hay là làm vị đại đế trên nhân gian, thì hãy có mặt đó là khổ. Hãy có mặt đó là khổ. Mình thấy rằng thân tâm của mình từng phút giây qua đó là bị khổ bởi nhân xấu và quả xấu. Nhân xấu là bị phiền não cứ giật tới giật lui, còn quả xấu là hết cái chuyện bất toại này tới cái chuyện bất toại khác. Phải có học đạo, phải có hành trì, phải có cái hành trì đây không phải là phải cạo đầu phải lên núi nha, cạo đầu lên núi gọi là hành trì, mà hành trì đây nghĩa là sống chánh niệm đó quý vị. Chỉ có sống chánh niệm thì mới thấy cái điều tôi vừa nói, chỉ có sống chánh niệm mới thấy mình bình từ sáng tới chiều là đau khổ triền miên. Mà khổ do cái gì? Khổ do nhân xấu và quả xấu. Khổ do nhân xấu tức là khổ do tham sân si, tức là khổ do nhân xấu. Còn khổ do quả xấu tức là những cái chuyện mà bất toại, những cái chuyện cũng như ý suốt ngày như vậy. Rồi mình làm một vòng như vậy xong mình mới trở lại. Một khi mà mình đã thấm thía tới nơi tới chốn cái gọi là khổ rồi đó, thì tự dưng là mình có cái lòng là tôn kính và tri ân đối với Đức Phật. Mà hãy tôn kính và tri ân đối với Đức Phật thì tự nhiên là mình là không thể nào mà mình có thể mình là để cái hình Phật ở dưới thấp hơn mình. Mình không thể nào mà cái như mình xả rác, mình phóng huế lên cái chỗ đền tháp thờ Phật. Và đã tôn kính Phật thì mình không thể nào mà mình xem nhẹ cái lời dạy của Phật. Xem nhẹ là sao? Là học một cách không có cẩn trọng,
suy tư không cẩn trọng, ghi nhớ không cẩn trọng, và từ đó là hành trì không cẩn trọng. Tôi thấy rất là nhiều người cứ là học cà chót, cà chót, cà chót, cà chót, tưởng vậy là đủ rồi, tới hồi kể là chặt lắc. Nghe mình giảng như vậy nè, vậy chứ tối về đó, bắt đầu mới chép ra chữ đó, để post lên Facebook chặt lắc. Thì cái đó gọi là thiếu tôn kính pháp. Quý vị có thể chà đạp lên tôi cũng được, nhưng mà khi mà quý vị tâm đắc với cái Phật pháp hoặc vấn đề giáo lý nào đó, mình cứ ghi chép hoặc mình có truyền thừa, mình có giảng dạy lại cho người khác, thì cũng làm ơn cẩn thận là một chút nha. Và nhiều lần chúng tôi nói rằng đó, hỏi Phật tử từng người xem, ai cũng nói là đời sống tâm linh là quan trọng, nhưng mà thực ra đó, đều là ngược lại hết, đều là ngược lại hết. Mình ăn á thì mình lựa món này món kia, một là mình phải là ngon, hai là phải sạch, phải an toàn, phải vệ sinh, phải vô hại, sẽ bệnh. Trong khi đó những cái thứ mà mình đọc, những thứ mình nghe để mình nhét vào đầu mình thì rất là bất cẩn, không có suy tư, không có tiêu hóa, không có đối chiếu, cứ cái thích là nghe, thích là nhét vào đầu. Cho nên tôi vẫn nói hoài đó là có hai cách nhận thức chân lý. Một đó là mình tin, mình hiểu theo cái sự thật, nó là sao hiểu như vậy, tin như vậy. Trở thứ hai là mình hiểu, mình tin là do cái ý mình thích, mình muốn hiểu cái kiểu như vậy, mình muốn nhớ cái kiểu như vậy, nha. Thì đó là gọi là học pháp không có tôn kính, nha. Mà nếu mà học pháp không có tôn kính thì làm có tôn kính tăng. Tăng ở đây tức là những người hành trì chân chánh đó nha, chứ không phải tăng là cạo đầu đắp yên, không phải. Mà tăng là những người hành trì chân chánh. Thì nếu mà tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tự nhiên tôn kính tăng, bởi vì đó là những người họ đã làm đúng như lời Phật, họ đã sống được cái gương Phật, thì họ đáng kính. Rồi tiếp theo đó là mình đối với cái tác dụng của tam học. Tiếp theo đó là tinh thần bất phóng dật, không dễ ngươi của Phật pháp. Và tiếp theo đó là cái cách đối nhân xử thế luôn luôn cẩn trọng. Đức Phật từng dạy rằng này, các tỳ kheo giống như con sư tử khi mà nó bắt mồi, quý vị còn nghe không? Alo. Đức Phật dạy rằng này, các tỳ kheo, các vị còn nghe không? Này các tỳ kheo, giống như con sư tử khi nó bắt mồi, dầu đó là con mồi lớn như là con voi hay là con trâu rừng, hay là khi nó bắt một con mồi nhỏ xíu như con chồn, con cáo, con thỏ, con thì con gì nhỏ nhỏ đi nữa đó, thì khi con sư tử mà nó đã tung mình nó bắt mồi thì luôn luôn nó cẩn thận, luôn luôn cẩn thận, dầu đó là con mồi nhỏ xíu cũng vậy. Này các tỳ kheo, khi mà Như Lai thuyết giảng chánh pháp, dầu cho trước một cái đại chúng hàng ngàn người hay là chỉ thuyết pháp cho một người, thì ta luôn luôn thuyết giảng một cách cẩn thận, cẩn thận, chứ không phải là đại khái sơ sài cho qua, lấy lệ cho có nha. Với cái nhận thức của phàm phu á, rồi cả cái khuynh hướng suy tư của mình á, mình không có thấy cái chuyện nó quan trọng, kính thưa quý vị. Mình thấy rằng thì thôi đại khái được rồi, nhưng mà có một điều là thứ nhất là cái lòng tôn kính pháp của mình nó không có nhiều như Đức Phật. Là vì sao? Là vì hơn ai hết Đức Phật biết rõ chánh pháp là cái gì, tác dụng hiệu năng của chánh pháp ra sao. Chính chánh pháp đã là thay đổi cục diện của toàn cầu vũ trụ. Một lần mà các vị chánh đẳng giác ra đời có một cái thay đổi rất là lớn trong cái thế giới nhân quần chư thiên nhân loại nói chung. Có một cái biến chuyển rất lớn mà ở từ đâu mà ra đó, rồi là do cái sức mạnh của chánh pháp. Và chính các ngài thấy rằng để trở thành vị chánh đẳng chánh giác cũng phải là nhờ chánh pháp. Được chưa hết, với cái trí tuệ của một vị chánh đẳng giác, các ngài biết rằng trước mắt mình tuy chỉ là một người mà thôi, nhưng đây là một vị Bồ Tát tương lai, đây là một vị hoàng đế tương lai, đây là một cái con người tiến tâm tương lai, đây là một cá nhân mà nếu mà hôm nay mình họ nghe được đàng hoàng thì họ sẽ hành trì đàng hoàng và họ sẽ trao truyền lại cho người khác một cách rất là đàng hoàng. Đấy, khi mà bản thân họ ghi nhớ, lắng nghe, gặm nhấm, tiêu hóa một cách đàng hoàng thì họ sẽ có hành trì đàng hoàng, trao truyền lại cho người khác một cách đàng hoàng. Thì lúc bây giờ cái buổi giảng một người hôm nay nè, một thầy một trò hôm nay nè, nó sẽ để lại một cái gọi là dây chuyền lợi lạc không ước lượng được, không ước lượng được. Bởi vì các vị biết chỉ cần có một người mà đắc quả tu đầu quần thôi là thấy toàn bộ vũ trụ được.
Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Các vị nghe đến đâu rồi? Các vị nghe đến đâu rồi? Dạ rồi, đúng. Ở đây có một người nó nghe âm thanh chập chờn quá, rất là buồn, thưa quý vị, rất là buồn. Trưa nay có một người Phật tử họ than với tôi là nghe lại cái phần ghi âm của trong Zoom ấy rất là khó khăn. Nghe vừa nghe vừa đoán, thì tôi có hỏi họ kỹ, tôi hỏi tính là do cái máy của quý vị hay là do cái chất lượng người ta ghi âm, bởi vì rất là uổng, như rất là uổng. Rồi tôi nhắc lại, chỉ cần một người đắc quả thôi thì vô lượng vũ trụ sẽ được vô lượng lợi ích. Là vì sao? Là vì chỉ cần có một người đắc đạo thì thế giới sẽ mất đi một, mất đi cái gì ta, mất đi cái bao nhiêu là hết le. Bởi vì một người như vậy thì họ còn luân hồi đó, cái chuyện họ đó lại làm hết le, làm Pol Pot thì phải nói là không biết bao nhiêu lần nha. Nghĩ cái đó mới thấy sợ, thưa quý vị, nghĩ đó đến đó mới thấy sợ. Một con dòi trước mặt mình hôm nay, cái chuyện mà mai này đó, mà nó tiếp tục luân hồi rồi nó làm Pol Pot, nó làm Mao Trạch Đông, nó làm hết le, cái chuyện đó là chuyện rất là dễ hiểu, không có gì lạ hết. Mà vấn đề không phải là chỉ một mình hết le Pol Pot Mao Trạch Đông, mà vấn đề là cứ mỗi một cái ông lãnh tụ mà gian ác á, thì ông sẽ để lại một cái di hại khôn lường. Họ dựng lên một cái đất nước có một cái cơ chế chính trị mà nó làm tan nát, làm hư thối cái đầu óc của bao nhiêu thế hệ dân tộc. Các vị nghĩ thì các vị nghĩ có sợ hay không? Chỉ một cái cơ chế chính trị ngu xuẩn dốt nát thì nó đã làm thui chột bao nhiêu cái tinh hoa trí tuệ của cả một đất nước, một dân tộc. Và chính cái cơ chế chính trị dẫn đến cơ chế giáo dục nó mới tạo ra bao nhiêu là lớp tuổi trẻ chỉ có biết tiền tiền và tình dục thôi, chỉ biết hiển hưởng thụ cái trước mắt thôi. Từ đâu mà ra? Xin thưa, từ cái cơ chế giáo dục, cơ chế xã hội. Mà hai cái cơ chế này đi đâu mà ra? Từ chính trị mà ra. Chứ nếu mà một cái cơ chế mà thông thoáng, người dân ấy, bao nhiêu cái đầu óc thông minh trong một đất nước họ thấy cái đạo đức xã hội bị xuống cấp, người dân sẽ lên tiếng. Và tất cả những ý kiến đó sẽ được chính phủ lắng nghe và thực hiện bằng cách này hay cách khác. Còn nếu một cái đất nước mà tào lao thì tất cả những ý kiến của dân, xin lỗi, chỉ là tiếng rùi bay mũi bay thôi nha. Chúng tôi là đầu tàu, chúng tôi tiếp tục đem cái ngu của mình để mà duy trì và kéo dài cái đất nước này trong tâm tội nha. Thì nếu mà hiểu như vậy đó thì quý vị thấy cái sự mà có mặt của một cái tên là gian hùng đại ác, nó có phải là cái đại họa chúng sinh không? Nó chỉ cần nó là một cái đầu tàu đất nước thôi, nó kéo dài cái cơ chế chính trị ngu xuẩn độc ác ích kỷ để nó kéo theo hàng trăm triệu người, hôm nay nó là hàng trăm triệu người rồi, hàng 300-400 triệu người, ví dụ như vậy. Thì cứ như vậy mình mới thấy thì ra một con dâu thôi mà nó đầu thai trở lại, mà nó là một cái kẻ mà đứng đầu đất nước như vậy, có phải là đại họa cho người ta hay không nha. Chính vì vậy cho nên học pháp cẩn thận, giảng pháp cẩn thận, suy tư cẩn thận và hành trì cẩn thận để chia ra, để có ai đó mà họ được nghe lại, họ hiểu, họ nhớ, họ cũng hành trì đúng. Cho vậy thế giới bớt đi một cái họa nha. Chính từ chỗ này cho nên Đức Phật thì mới dạy rằng khi mà giảng cho một người thôi, ngày giảng một cách rất cẩn thận, y chang như là ngày giảng cho 1 triệu người nghe trên cõi trời đó là gì đó nha. Cho nên hiểu được cái này là mình hiểu thì ra khi mà thấy được cái mình đang sống trong biển khổ là mình phải dốc lòng tôn kính Tam Bảo và họ có thần. Mà khi mình hiểu được cái tội khổ trầm luân thì mình càng bội phần cẩn trọng trong cuộc đời sống, không có coi thường một cái gì hết nha. Chứ không phải mấy cái này là đơn giản, mà những cái cung kính, nghĩ cái cung kính mấy cái này chắc là có phước sẽ bé, nghĩa là sẽ bé. Cung kính mấy cái này nè chính là con đường giải thoát, chứ không phải có phước mà nó là con đường giải thoát. Mà đồng thời khi mà mình biết tôn kính sáu cái này là thế giới bớt đi những cái đại họa. Sáng nay tôi đọc tin tức về cái đất nước gì Zimbabwe của bên châu Phi, vì nó đang bị đảo chánh, tôi đọc vui nản rồi đúng. Tham quyền cố vị, ngồi được ngồi ngoài năm nay đã 80-90 tuổi, gần xuống lỗ mà cứ ngồi lì ở đó, đẩy đất nước từ một cái vựa lúa châu Phi xuống thành một cái đất nước mà 60-80% thất nghiệp, rồi vẫn ngồi lì ở đó. Tôi ngồi tôi nghĩ là trời đất ơi, luân hồi, nghĩ tới mấy ông này cũng hết muốn luân hồi rồi. Đừng kể đến địa ngục, đừng kể đến súc sanh, ngạ quỷ, Atula nha.
chỉ kể cái thứ mà hôn quân bảo chúa là đủ để mình nản, mình không muốn luân hồi nữa. Đầu thai ra mà gặp cái thứ này là chết nha. Đấy. Rồi tiếp theo là sáu pháp khó thể nhập. Sáu pháp khó thể nhập, các vị còn nghe không? Rồi, cảm ơn. Sẵn ở đây chúng tôi nói luôn, chúng tôi đi giảng chánh pháp tuyệt đối không có mà mượn cớ lạm dụng hoàn cảnh để mà đả phá chỉ trích ai hết. À, trong cái room không có hề có ý tưởng mà chính trị tuyên truyền nhồi sọ rao giảng xin thưa, cái đó không có nha. Thì giảng pháp bắt buộc là phải giảng cho hết như vậy nha, chứ còn tự các vị ngồi các vị thiêu giờ các vị nghĩ chúng tôi là của người bè đảng phe phái rồi chống đối ủng hộ là không, chứ phải là không, thân đã khổ như điên vì bận tâm chi ba cái thứ đó nha. Rồi, rồi tiếp theo là sáu pháp khó lễ nhận thể nhập là sao ta? Cái chuyện đầu tiên là sẽ phải ghi rồi, một là từ tâm giải thoát, bi tâm giải thoát, hỷ tâm giải thoát, xả tâm giải thoát, rồi cái gì nữa ta, vô tướng tâm giải thoát. Rồi cái gì nữa ta? À, xả chấp giải thoát. Tất cả là mấy cái ta? 2, 4, 6. Rồi xả chấp giết lộn. Xả chấp, xả chấp giải thoát. Tất cả là xả cái. Rồi bây giờ mình giải thích ngày cái bài cái đoạn này là vô cùng và vô cùng quan trọng và cần thiết cho tất cả những người nào còn là phàm phu mà đang cầu cái đạo giải thoát. Thế nhưng ngài sẽ làm bất ngài nói rằng là có người tự cho mình là có tu tập từ bi hỷ xả mà phiền não cứ đầy ứ ra đó, bởi vì mỗi cái pháp môn từ bi hỷ xả nó đều có cái tác dụng, có cái hiệu năng là nó đối phó, nó đối trừ một cái phiền não tương ứng nào đó. Mà bây giờ là mình tu mà sao phiền não còn y chang, xin thưa đây là chuyện lớn lắm. Thứ nhất là mình có tu đúng hay không, mà muốn tu đúng thì mình liệu mình tự xét mình có hiểu đúng hay không. Mình có hiểu đúng mình mới có tu đúng, hiểu đúng mà không tu đúng thì nó sẽ không dẫn đến cái hiệu năng y như là mình mong đợi nha. À, bây giờ trước hết mình phải giải thích bốn cái này là cái gì, nếu quý vị còn nhớ hay không. Tư là mong cho người ta được cái điều tốt đẹp. Bi là mong cho người ta đừng có đau khổ. Hỷ là vui với nhân lành quả lành của người ta. Còn xả là xét đến cái nghiệp riêng của mỗi người mà giữ cái lòng thanh thản. Không biết trong rừng này có nó kẹt cái chỗ là quý vị cứ nhảy ra nhảy vô, cho nên chúng tôi không biết là quý vị có còn nhớ mấy cái này hay không. Chứ nếu là một lớp học mà theo dõi liên tục thì hay quá nha. Thì tôi bây giờ cũng kẹt là phải nói lại thôi. Đó là đây là bốn cái vô lượng tâm, mà nó không phải khơi khơi được gọi là vô lượng đâu, mà đây là bốn cái pháp môn tu tâm. Nhưng mà sở dĩ được gọi là vô lượng là bởi vì cái mức độ rốt ráo của bốn cái pháp môn này nè, cái mức độ rốt ráo của nó là gì, là phải hướng đến toàn bộ chúng sanh, không phân biệt thời gian ở không có gì biệt không gian và ranh giới. Có nghĩa là không phân biệt nơi nào chỗ nào, không phân biệt không gian biên giới là dẹp hết. Thì khi mà mình dùng bốn cái tâm này mà mình nghĩ về chúng sinh ấy, trong vô lượng vũ trụ không có cái sự mà phân biệt giới tuyến, thì cái đó mới được gọi là vô lượng tâm. Có nghĩa là giới tuyến đây bao gồm về những cái sự phân chia về ngôn ngữ, về sắc tộc, màu da, màu tóc, quan điểm chính trị, quan điểm tín ngưỡng, quan điểm văn hóa, quan điểm xã hội, tất cả những cái mà dị biệt ấy, trong cái nhìn của một hành giả tu tập bốn cái từ bi hỷ xả dứt khoát phải được xóa sạch, thì lúc bây giờ bốn cái từ bi hỷ xả này khi ấy mới được gọi là vô lượng tâm nha. Chúng ta thường hay mong mỏi được vô lượng an lạc, vô lượng công đức, vô lượng phước báo,
Nhưng mà thật ra muốn có được những cái điều tốt đẹp mà ở cái mức vô lượng thì chuyện đầu tiên anh phải có cái tâm vô lượng. Đấy. Mà anh muốn có một cái tâm vô lượng thì chuyện đầu tiên là anh phải bỏ cho bằng được những cái ranh giới. Còn bị bó buộc ở trong những cái ranh giới, những rào cản, những giới tuyến thì tôi xin hỏi làm cách chi mà chúng ta có thể đạt đến cái vô lượng được, thưa quý vị nha. Cho nên chuyện đầu tiên đây là bốn pháp môn rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào? Là quan trọng là bởi vì đây là cái pháp môn mà được xem là đem lại vô lượng công đức cho cái người hành trì, mà đồng thời cái pháp môn vô lượng tâm này nó có thể là được xem là cái nền tảng tốt nhất cho cái niệm xứ. Tôi biết tôi nói cái này nhiều người rung rung nhảy dựng lên. Các vị nói có 40 đề mục thiền chỉ mà tại sao mà ông dựa vào đâu mà ông dám nói bốn cái này là bốn cái nền tảng tốt nhất? Mấy cái kia cũng là nền tảng cho thiền quán được, nhưng mà riêng bốn con này được xem là tốt nhất. Là vì sao? Là vì những đề mục như đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, rồi tử thi, rồi bốn đại, rồi lặp lặp là những đề mục đó đó, thì dĩ nhiên cái nào giúp mình định tâm được thì tốt, cái nào cũng có thể trở thành định học và làm nền cho tuệ học. Nhưng mà riêng bốn ông này nè, bên cạnh cái chuyện mà mấy ông giúp cho mình ấy, cái khả năng định tâm tắc thiền chứng định, thì bản thân cái chuyện tu hành bốn cái pháp môn này nó đem lại cho mình cái phước báo gọi là hàng hà sa số. Thưa quý vị, Đức Phật từng dạy rằng này các tỳ kheo, trong mỗi khi mà thức thực hay là thọ nhận thực phẩm của cư sĩ, vị tỳ kheo chỉ cần an trú trong cái từ tâm, bi tâm, hỷ tâm và xả tâm nha, trong thời gian một khẩy móng tay thịt, chính Pali kêu kêu cái chữ là e cách cha ra, có nghĩa là một khẩy móng tay, thời gian một khẩy móng tay khi mà nhận cái gì cũng một tử cũng dường đó, mà lúc đó mình chỉ bị lòng từ mà mình chỉ an trú vào bốn cái này đó, thì cái công đức của thí chủ là coi như là từ thùng này sang thùng khác, không thể cân đong đo đếm nha. Điều đó cho thấy là cái công đức này lớn lắm. Và trong 47 vị đại cao đồ của Đức Phật, mỗi vị có một cái đặc hạnh, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thần thông, đệ nhất thiên nhãn, lập 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 la, thì trong đó có một vị nghe là đệ nhất đáng cúng dường. Đây, đệ nhất ứng cúng là sao ta? Đệ nhất ứng cúng vì vị này luôn gọi là an trú vô lượng tâm khi khắc thực, để công đức của thí chủ nhiều hơn khiếp chưa, khiếp như vậy. Cho nên vị đó được gọi là trong 47 vị đại cao đồ thì ngài được xem là ngày là xuất phụ tí, ngày là đệ nhất ứng cúng, là bởi vì cúng thì ai cũng có phước hết trơn, thánh là có phước thôi. Nhưng mà riêng ngài đó thì ngài có cái lòng như vậy, mỗi lần mà đi bác là phải ăn trú được vô lượng từ tâm để chi, để cho cái chủ được nhiều phước hơn. Đấy, cho nên cái từ tâm là mong cho muôn loài không có phân biệt được, tất cả đều tốt đẹp. Bi tâm là mong cho muôn loài đừng có bị những cái điều đau khổ thành tâm. Hỷ tâm là vui với những cái điều những tốt đẹp của muôn loài, dầu đó là nhân lành hay quả lành. Nhân lành là thấy người ta có lòng lành thì gọi là nhân lành, mình vui với cái chuyện tu hành của người ta. Còn quả lành là thấy người ta được cái gì đó vui sướng về thân về tâm thì mình cũng vui với người ta, vui trong lòng giống như mẹ mà vui với cái hạnh phúc của con, chứ phải vui đây là xu phụ là chạy theo, không phải nha. Đó gọi là hỷ tâm. Rồi cái thứ tư cái này khó cái này là luôn biết an trú ở trong cái trí tuệ, nhận thức về nghiệp riêng của muôn loài. Trong cái khoảnh khắc đó thì gọi là xả tâm. Khi mà hành giả an trú trong xả tâm, hành giả cứ luôn luôn nhớ cái câu này: mỗi cá nhân có nghiệp riêng, ta thương họ cách mấy thì cũng không có thể làm được gì cho họ hơn là cái thiện nghiệp của họ, mà ta có ghét họ cách mấy thì ta cũng không có làm gì được cho họ nếu mà họ không có ác nghiệp. Nếu mà họ có ác nghiệp rồi, người ta không cần phải ra tay, tự họ cũng sẽ tan tác đối với ác nghiệp của họ. Nhớ nha, nhớ là cái này. An trú xả tâm là vậy. An trú xả tâm là thấy rằng là chỉ nghiệp thiện, nghiệp ác của họ đã đủ để mà xử họ rồi, chứ mình không cần phải thương, phải ghét họ nha. Rồi thì ở đây ngày sớm mắt này nói thế này, là có nhiều người cứ tự nghĩ rằng mình đã tu bốn cái này mà tại sao mình vẫn còn phiền não, là vì sao?
Vì từ tâm đó là đối lập sanh tâm, từ tâm là đối lập sanh tâm. Bi tâm đó thì đối lập hại tâm. Hại tâm là cái lòng hại người đó. Hỷ tâm đó thì đối lập với lòng ghen tị bất mãn. Mở một đơn phải mở ngoặt mới được. Ghen tị bất mãn, ghen tị là issa, bất mãn là apati. Apati đối với kẻ khác nha. Còn xả tâm á là đối lập tất cả thương ghét, tất cả thương ghét nha. Mặc dù ở đây chỉ nói riêng về cái thương thôi. Ở đây chỉ nói đến ái vì có ái mới có sanh, sanh có từ ái, không ái không sanh. Nhớ nha, nhớ cái này nha. Thì ở đây chỉ nói đến ái vì có ái mới có sanh, sanh có từ ái, không ái không sanh. Tôi nhớ đó. Thì sẵn đây tôi nói luôn, người tôi đã học đạo, đã hiểu đạo, đã nhớ pháp, đã hành trì, mà tại sao phiền não nó cứ đầy ra đó? Thì bởi vì mình phải nhìn kỹ lại, mình đã hiểu đúng hay sai, mình nhớ đúng hay sai, và mình hành trì đúng hay sai. Sai thì không còn gì để nói, còn nếu mà đúng thì mình hành trì được bao nhiêu. Mình hành trì bao nhiêu. Tôi sợ nhất là ngồi thiền, ngồi theo cái đồng hồ đó, tức là cứ sáng nhiêu, trưa nhiêu, chiều nhiêu, tối nhiêu đó thì không có được nha. Dù đó là thiền chỉ hay thiền quán, cái người mà lệ thuộc quá nhiều vào đồng hồ thì rất là khó mà có được kết quả như ý. Nhớ nha. Cho nên ngày sau là Phật nói có rất nhiều vị cứ nói là tôi là tới đây thì vị đó phải xét rằng vị đó có vấn đề. Đây, trong đây ngài nói rõ nè. Khi đừng nói vậy đó thì các vị phải nói rõ với vị đó như sao, đừng có nói như vậy, đừng hiểu lầm Thế Tôn, đừng có vu khống xuyên tạc Thế Tôn, Thế Tôn không có nói như vậy, không bao giờ có cái chuyện là người ta tu bốn vô lượng tâm mà người ta lại có bốn thứ phiền não này, đó là sanh tâm, hại tâm, ghen tị và tham ái nha. Trong ít nhất là trong cái thời điểm họ đang ăn trú mà không có bốn cái phiền não này. Cho nên ai nói rằng tôi có tu mà tại sao bốn cái này còn nguyên, thì tôi nhắc lại phải hiểu lại xem coi họ có hành đúng hay không và hành được bao nhiêu. Dạ, hành đúng hay không và hành bao nhiêu, how và how long, tu kiểu gì mà tu bao lâu nữa chứ nha. Nhớ nha, how và how long, tu như tu thế nào bao lâu, chứ ngày làm gì nửa tiếng thì gọi là tu thì cũng hơi khó nha, hơi khó. Và tu tứ niệm xứ trong kinh mà Đức Phật ngày dạy là 7 năm 7 tháng hoặc chỉ trong 7 ngày mà phải đắc làm gì sao. Không có phải là kiểu ầu ơ như mình, mà người ta là xuyên suốt nguyên mặt suốt là thời gian mà còn tỉnh thức. Ngủ thì thôi bỏ tay nha, chỉ còn suốt thời gian tỉnh thức buổi sáng đến tối ngủ lại nha, trong suốt 12 15 tiếng đó là chánh niệm liên tục và liên tục. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, có 3 lý do, còn nhớ không người ta, có 3 lý do để ta chánh niệm liên tục. Cái trung tâm này có ai còn nhớ này không ta? Một là tôi biến miết quá, tôi nói miệng thôi. Một là mình không biết mình sẽ chết lúc nào. Thứ hai là mình không biết mình có khả năng đắc đạo lúc nào. Và thứ ba là mình không biết một phút một giây tới đây là mình sẽ tạo cái nghiệp gì. Chỉ cần anh thất niệm thì chuyện gì anh cũng có thể làm được, tin tôi đi nha. Chỉ cần anh thất niệm thôi thì chuyện gì anh cũng có thể làm được hết, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp nha. Chắc mà nghiệp lớn cái ghê chứ, nghiệp thiện mình không có lo rồi đó. Nhưng mà cái nghiệp ác mình không biết mình nghiệp gì nha. Cho nên là đây là lý do tại sao mình phải chánh niệm liên tục, là bởi vì các bạn lý do, một là ta không biết mình không biết là mình sẽ chết được
nào, hay là mình không biết mình phải đắc lúc nào. Mà bây giờ mình tu theo kiểu cái đồng hồ thì nó kẹt quá, bởi vì cái chết nó không có chờ mình, rồi cái chuyện mình đắc đạo nó cũng không có chờ mình. À, cái duyên cái chính lúc nào thì mình, và thứ ba nữa là cái chuyện mình gây nghiệp thì nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào nha. Cho nên là đấy, cho nên nhớ cái mình có tu mà sao nó y chang như vậy đó, thì mình phải nhớ là như vậy là có lẽ là cái hành của mình có vấn đề, cái hiểu của mình có vấn đề, cái học của mình, cái của mình về cái học cách học nè, rồi hiểu nè, rồi nhớ, hành trì nè, có vấn đề. Nhớ bốn cái này, học, hiểu, nhớ và hành trì, chỉ cần bốn cái này mà nó có vấn đề đó thì coi như là, rồi tiếp theo lý thì theo đó là tôi đã tu tập vô tướng tâm giải thoát. Mà tại sao mà tâm tôi vẫn chạy từ các tướng? Thì tướng ở đây có hai, tướng ở đây có hai. Theo tạng kinh đó, là tướng chung và cái tướng riêng ở mỗi sự vật ta nhìn thấy, đó gọi là, đó là tạng kinh lại nha, đó là tạng kinh. Thí dụ như là mình nhìn mình đi đường mà hoặc mình ở trong nhà mình thấy có người đi ngang thì mình chỉ như vậy ở đó ai là đủ rồi. Chỉ cần mình đào xới thêm cái bà lúc này sẽ có dâm nó xấu hơn là trước đây người ta, cái bà này chắc bà mới thẩm mỹ xong về nó mũi cao hơn nha. Mình nhìn, mình ghi chú, mình ghi nhận những cái điểm đó được gọi là quan sát thêm cái tướng chung và tướng chung, tức là đại khái. Còn riêng là chi tiết nha, thì trong kinh tạng Đức Phật ngài nói rõ, ngài là không có gọi là tỷ kheo một cái thuốc căn thì không có quan tâm đến tướng chung tướng riêng là gì đó. Thế có nghĩa là nó chỉ là nó thôi. Còn theo A Tỳ Đàm á, thì tướng ở đây là các cái khía cạnh thường lạc ngã mỹ ở các đối tượng. Theo bạn thì làm á, thì đối tượng thì cái gì, thì tướng ở đây là các cái cảnh thường lạc ngã mỹ. Nhớ cái này nha, đây là trước khi mình nói đến cái vô tướng tâm giải thoát rồi mình phải định nghĩa chữ tướng là cái gì. Thì cái tướng A Tỳ Đàm là các tướng thường lạc ngã mỹ của các đối tượng là sao? Mình nhìn cái đó mình thấy cái đó, mình tôi biết tôi nói bốn cái này có lẽ nhiều vị hơi sốc, vì nó nhỏ lớn tôi đâu có nghĩ đến cái này đâu được, vì nó không có nghĩ phải không? Tôi nói cái này các vị sẽ thấy ai trên 18 tuổi cũng biết mình sẽ chết, chắc chắn không biết chết lúc nào, chắc chắn mình sẽ chết. Ai trên 18 tuổi cũng biết là mình hoàn toàn có khả năng bị tai nạn, bị trọng bệnh nan y tuyệt chứng. Ai trên 18 tuổi đầu óc bình thường, không có tỉnh, không có tinh tấn, không có chân mây thì đều biết chuyện này nha. Mang trên người thì cái khả năng mà mình chết bất đắc kỳ tử rất lớn. Đã mang trên người cái chuyện mà mình bị tai mai ngoại ngữ rất lớn. Khi mà mình đã có thân người mà mình bị bệnh hoạn nan y triệu chứng rất lớn, ai cũng biết. Vậy mà chúng ta luôn luôn đi tìm cái đẹp, luôn luôn đi tìm cái vui, cái sướng, cái bền bỉ. Có đúng như vậy không? Mà nghĩ là có đúng như vậy không? Nếu mà một hành giả mà chuyên tâm nhất mực này thì tôi xin bảo đảm họ không có bốn những ý nghĩ này đâu. Họ không có ý nghĩ đi tìm một cái gì đó lâu bền, đi tìm cái gì đó đẹp mắt, sung sướng, êm mịn, ngon miệng, thơm tho. Tôi nghĩ không có đâu quý vị, nếu mà đúng hành giả thứ thiệt đó. Nhưng mà khi mà cái lòng còn nghĩ đến cái chuyện lâu bền, đẹp, thơm, mịn là coi như là chắc chắn 1000% là mình đang bị bận tâm bởi mấy cái này. Bởi một hành giả thứ thiệt họ không có, bởi vì hành giả thứ thiệt họ chỉ nghĩ cái mấy chuyện thôi. Chiều nay mình còn không mà nghĩ đến chuyện bền chứ không bền. Chiều nay mình có còn hay không mà nghĩ đến chuyện đẹp hay là xấu, ngon hay là dở.
quý hiếm là đắt tiền. Thiên hạ thấy mình dùng cái này, ăn cái này, mặc cái này thì hãy đánh giá ra sao với một hành giả thích thiệt đấy, nếu nó không thành vấn đề. Nhưng mà khi quý vị còn bận tâm đến những cái chuyện mà ăn mặc ở phương tiện mà mong cho nó đẹp, nó bền, ngon lành, xuất sắc, hấp dẫn, cuốn hút, có thể làm cho người khác ngưỡng mộ hoặc ghen tị, ao ước, thì coi như thêm cái lòng mình còn nghĩ đến cái đó, rõ ràng là mình đang chấp vào bốn cái tướng này, đó là thường, lạc, ngã, mỹ. Xin về mỹ là đẹp đó, nhớ nha. Như vậy thì vô tướng tâm giải thoát là sao? Vô tướng tâm giải thoát gồm gì ta? Gồm 13 thứ sau đây. Đấy. Mở một đơn theo kinh Đại Phương Quảng, để gì nữa trong Trung Bộ nha, làm ơn tôi đó coi thêm cái đồng lệch lắm mà nha. Rồi 13 thứ là gì ta? Là trí tuệ quán. Rồi cái gì nữa? Đạo quả. Khoan, mà trước mình kể thiền vô sắc chứ. Thiền vô sắc, đạo quả và niết bàn. Một, hai, niết bàn. Và niết bàn này, bốn đạo bốn quả. Rồi như vậy thì mình thấy bốn, cái gì cũng bốn hết á nha, cái gì cũng bốn hết. Bốn đạo bốn quả là tám, không? Rồi thì ngũ sắc là bốn nữa là 12. Rồi trong đây thì không có kể niết bàn, trong đây thì mới kể niết bàn nha, kể niết bàn. Nhưng mà niết bàn không cứ kể, nhưng mà bởi vì sao? Là bởi vì ở đây là niết bàn là cái không có thuộc danh và sắc, nhưng mà nếu mà xét lên vô tướng á thì có cả niết bàn, nhớ cái này nha. Thì nói đến việc tu tập á thì không nhắc đến niết bàn, nhưng mà nói đến những pháp vô tướng thì phải kể thêm niết bàn. Đó là nói theo chú giải kinh gì ta? Đại Phương Quảng, nhớ nha. Nhớ nha. Chứ còn mình cứ giải thích mà lơ mơ cũng kẹt lắm nha. Đại Phương Quảng. Đó. Nói đến việc tu tập thì không nhắc đến niết bàn, nhưng mà nói đến những pháp vô tướng thì tôi kể là niết bàn. Vậy các vị còn nghe không? Rồi. Thì tại sao mà mấy cái này nè nó được gọi là vô tướng tâm giải thoát? Thì cái này chắc bà con biết rồi. Thứ nhất, trong cái nhìn của hành giả tuệ quán ấy, thì không có gì thì không có một tướng đối đãi nào như nam nữ, đẹp xấu, sáng tối, lập là có hiểu không ta? Trong cái nhìn của hành giả tuệ quán thì không có một tướng đối đãi nào như là nam nữ, đẹp xấu, sáng tối nha, không có tướng chế định, mà tất cả chỉ có tâm, tâm sở, sắc pháp mà thôi. Cho đó không hề có cái chuyện là đẹp xấu, rồi nói chung là đối đãi này là parallel, không có thế giới, toàn bộ thế giới này toàn là những cặp đối đãi thôi nha. Hễ mà đẹp thì xấu, dài ngắn, trên dưới, trong ngoài, cao thấp, mập ốm, nam nữ, thiện ác, buồn vui, mà
nhám, cứng, mềm, nóng, lạnh, xa, gần. Các vị trong rừng có nghe kịp không ta? Alo, các vị có nghe không? Toàn bộ thế giới này trong cái nhìn là biến kế sở chấp thì luôn luôn là chúng ta bị vây khốn, tư bề bởi những khái niệm mà phải nói là rất nổi là nông cạn này. Đấy, các bậc thánh trong đời sống thường nhật thì các ngài lúc cần thiết các ngài cũng vẫn dùng đến những khái niệm này, nhưng mà bị không có lúc không có bị lúng kẹt trong đó. Thí dụ như các ngài thấy rằng là cái chân giường bị gãy, thì bây giờ mình kiếm một cái khúc cây nào mình gắn nó vào, thì trước mặt các ngài là ba cái khúc gỗ, thì các ngài sẽ lựa cái khúc nào mà các ngài thấy nó có vẻ là nó vừa vặn cái chân giường của mình thì các ngài lấy. Thì lúc đó, lúc mà chọn lựa đó thì các ngài cũng vẫn sống ở trong cái khái niệm là ngắn dài, vừa thiếu đủ, không? Vừa vặn hay là thiếu hay là đủ dư. Nhưng mà trong cái lúc làm việc như vậy thôi xong rồi thì các ngài vẫn tiếp tục sống ở trong cái nhận thức của một bậc thánh. Có nghĩa là sao? Cái gì là vật chất thì đều thuộc về sắc pháp hết. Cái gì thuộc về tâm tư tinh thần thì được gọi là danh pháp hết. Mà dầu danh hay là sắc nó đều là do duyên mà có, rồi nó cũng do duyên mà nó mất. Đấy, vì nó luôn luôn sống thường trực ở trong cái nhận thức sắc sảo và rốt ráo như vậy nha. Còn phàm phu mình thì gọi là từ muôn lượng kiếp là bị chìm sâu, gắm chặt ở trong những cái khái niệm là biến kiến giải cách như tôi vừa nói nha. Cho nên ấy, cái chuyện đầu tiên ấy là vô tướng tâm giải thoát ở đây, tức là dầu mình chưa đắc diện nhưng mà mình sống trong cái trí tuệ quán thì mình cũng lìa được các cái tướng đối đãi nha, là vậy đó. Không có còn đẹp xấu mập ốm cao thấp nam nữ trong ngoài sai gần trên dưới lặp 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 lại. Đấy. Rồi tiếp theo là bốn thì vô sắc cũng được gọi là vô tướng. Vô tướng đây là gì? Có nghĩa là lìa xa tất cả những cái khái niệm về hình dáng và màu sắc. Thiền vô sắc được gọi là vô tướng tâm giải thoát. Vì sao ta? Vì chúng lìa xa tất cả khái niệm về hình dáng, màu sắc, trọng lượng, ba chất, trọng lượng, rồi kích thước. Trọng lượng được kích thước nói chung ha, ba chấm ở đây, các bạn chấm đó nha. Thiền vô sắc được gọi là vô tướng tâm giải thoát là vì chúng lìa xa tất cả cái niệm về hình dáng, màu sắc, trọng lượng và kích thước, vân vân. Để tôi cho vân vân nữa nha. Đó, cái này phải coi trên trong A Di Đà, trong đó chúng tôi phải rất là kỹ thế nào là thiền vô sắc. Có nghĩa là có người là ly dục nhàm chán năm tầng, tu tập các cái đề mục mà vật chất như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng như không ánh sáng, tập trung tinh thần vào đó lâu ngày thì tâm gơ một chỗ, vị ấy tập thiền tất định và chính thân. Thì cái đó thiền nó gọi là thiền sắc giới, có nghĩa là tu bằng cái đề mục vật chất mà khi đắc ấy, cũng là liên cực cái đời sống của một vị đắc thiền cũng liên hệ vòng vòng ở trong cái vật chất, dầu xanh về cõi phạm thiên cũng là vòng vòng trong liên hệ trong cái vật chất, không có lìa tâm tâm này, lìa dục nhưng mà vẫn còn dính líu trong cái vật chất. Nhưng mà rồi từ cái đám mà đắc thiền này nè, nó lại lòi ra một số cá nhân đặc biệt. Họ thấy là hễ còn dây dưa dính líu tới một chút sắc pháp thôi thì cũng là một cái gì đó rất là thô thiển, thấp kém. Cho nên họ mới nghĩ rằng là phải có cái cách nào vùng thoát, vượt khỏi, siêu việt ra khỏi cái thế giới vật chất đi. Cái chuyện đầu tiên với cái nhận thức của một cái người đắc ngũ thiền sắc giới, để họ thấy rằng trong cái trời đất này đó thì chỉ có cái không gian bao la, mình quơ tay mình không có đụng, dùng không thể dùng mũi dùng lưỡi để mình nhận biết, không thể sờ chạm, không thể nhìn thấy, thì đây cái không gian bao la là bên ngoài cái tinh thần, cái đó nó đúng là bao la đó. Thì vị này cứ là bằng cái sức mạnh định tâm của một người đắc ngũ thiền sắc giới, vị này chỉ tác ý một, chỉ chú ý một chuyện, chú niệm vào một chuyện
Hư không vô biên, hư không vô biên, hư không vô biên, ngoài cái hư không vô biên ra không còn cái gì hơn được, không có gì mà bao la, không có gì đáng kể hơn là cái hư không vô biên này. Đấy, khi mà vị ấy với cái sức định tâm của một vị đắc ngũ thiền sắc giới, tức là cái ranh giới sau cùng của sắc và vô sắc, thì khi mà vị ấy tác ý năng trần trên đời này chỉ có cái không gian vô là mới đáng kể thôi. Thì cái vị cái đó niệm cái anantavakaso, không gian là vô tận, vô biên, vô cùng, không giới hạn. Thì khi vị tác ấy ý tác ý như vậy đó, vị ấy đắc một cái loại thiền, một cái loại định tâm gọi là hư không vô biên. À, nếu người thiếu duyên thì đắc ở đây là ngưng, nhưng mà nếu người người mà duyên nhiều á thì họ thấy rằng cái hư không nó vô biên nhưng mà nó còn bị tâm biết. À, như vậy cái tâm nó biết ghê chứ. Cho nên vị này mới là niệm tiếp nó làm tăng quy nhàn này, hư không là vô biên nhưng mà nó còn bị tâm biết, như vậy thì cái tâm mới thật sự là vô biên. Thế là cái niệm tâm là vô biên, thức là vô biên, thức là vô biên, tâm là vô biên. Thì với sự tác ý này sẽ đắc cái tầng thứ hai gọi là thức vô biên sự. Các bạn nghe kịp không? Alo. Rồi đến tầng thứ ba là cái người nếu mà hữu duyên thì họ thấy rằng cả cái hư không nó bao la mà vẫn còn bị tâm biết. Rồi cái tâm mà nó biết được cái hư không vô biên đó, nó lại vẫn có thể bị tâm biết. Trong đó có nghe kịp không? Thằng tí nó biết thằng tèo, nhưng mà bản thân thằng tí nó cũng có thể tự biết nó. Vì vậy thì cái thế giới của thằng tí cũng chưa phải là số một. Các bạn nghe kịp không? Tức là cái ông đầu tiên, cái lần đầu tiên mình thấy rằng trên thế giới thì trong vũ trụ thì không có cái gì nó vô biên như là không gian. Nhưng mà bước tiếp theo đó, thì người ta lại thấy rằng không gian là vô biên nhưng vẫn còn bị cái tâm nó ghi nhận. Như vậy cái tâm đó nó mới là vô biên. Rồi ở cái bước 3 người ta thấy rằng cả hai thằng này không có thằng nào đáng kể hết. Thì ngay cái lúc mà họ thấy cả hai đứa đều không có gì đáng kể hết, họ đặt cái tầng thứ ba đó là tầng vô sở hữu xứ. Cái chữ sở hữu đây không phải là quyền sở hữu, mà sở hữu đây là có. Kinh chân nha, nhớ nha. Kinh chân nha có nghĩa là nắp tiền, chứ không phải là chứ không phải là no possessing, không phải nha, không phải là no possessing, không phải, mà nó là vô, một cái là không có gì hết nha. À, nhưng mà nếu một người có hữu duyên nữa thì họ thấy rằng bản thân cái thằng thứ ba này nè, nó cũng là một cái đó rất là đáng chán. Họ thấy nếu mà ăn trú lâu ngày, họ thấy một cả đời có bao nhiêu leo hoài cả ta, có cái là vĩnh viễn thiên thu muôn đời còn thiên, gọi là thiên thu vạn đại có bao nhiêu đây hả ta. Thì khi mà họ nhàm chán cái thứ ba này nè, khi mà họ khi sanh tâm nhàm chán tầng vô sắc thứ ba này thì hành, thì tâm tư hành giả chính một tầng thiền cao hơn với đề mục là cái này phải là cảnh cũ đó. Tầng thiền này gọi là phi tưởng, phi tưởng sứ. Đó, cho nên bốn tầng hiệu thì phải ghi nha. Trong bốn tầng vô sắc á, thì tầng hai á, nhìn lại tầng một mà chính. Tầng bốn á, nhìn lại phải ghi cái này dễ hiểu lầm lắm. Rồi do nhìn lại tầng 3 mà chứng tầng 4, do nhìn lại tầng 1 mà chứng tầng 2. Có hiểu không ta? Alo. Tầng 4 có tầng đó, thì tầng 2 nhìn lại tầng 1 mà chứng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là do nhìn lại tầng 3 mà chứng tầng 4, do nhìn lại tầng 1 mà chứng tầng 2. Đó. Thì cả 4 cái tầng này đều không liên hệ vật chất.
cả bốn tầng thiền vô sắc này đều không có liên hệ vật chất hay bất cứ khái niệm nào liên quan vật chất, nên được gọi là vô tướng tâm giải thoát. Nhớ nha. Rồi, như vậy thì mình thấy thiền tuệ quán là nó lìa bốn tướng, đó là thường lạc ngã mỹ. Cho nên nó khi sống trong bốn, khi mà sống trong tuệ quán, trong chánh niệm tuệ quán, khi tu tập niệm xứ là gọi là đang sống ở trong vô tướng tâm giải thoát. Trường hợp thứ hai là khi tu tập bốn cái tầng thiền vô sắc cũng được gọi là đang tu tập hoặc là đang an trú với vô tướng tâm giải thoát. Rồi tiếp theo, bốn đạo bốn quả là vô tướng tâm giải thoát. Vì giải thoát là vì không còn giữ lại cái nhìn nào mà thông qua cái lăng kính phiền não nữa. Ví dụ như vị tu đầu quần đi, tu đầu quần họ nhìn kỹ bốn đế theo cái trình độ của tu đầu quần. Với cái trình độ của đường quân thì họ trừ được cái thân kiến hoài nghi. Với cái trình độ này nè, vị tu đường quân không còn nhìn về năm quẩn này là tôi, là của tôi, có tôi trong năm quẩn, trong năm quẩn có tôi. Đấy, mà vị ấy, vị tu đường quân khi mà nhìn về cái gì đó đẹp, ngon, chắc chắn, bền bỉ, vững chãi theo cái lời thế gian đó, thì cái đồng quần nhìn nó không có bị, nó không có gì suy nghĩ giống như là hồi xưa mình nghĩ nữa nha. Cho nên các tầng thánh trí có nội dung giống như trí tuệ quán, nhưng rốt ráo hơn, đã định nghĩa rồi nha. Đây chang vậy nhưng mà nó rốt ráo hơn. Có nghĩa là ngày trước đây là mình làm giả tu tướng niệm xứ thì mình bằng chánh niệm, mẹ bằng cái trí tuệ mình biết rõ đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là khổ lạc ưu hỷ xả, đây là đi đứng nằm ngồi, đây là danh sách, ở đây không có ông A và B, không có đẹp xấu gì hết. Đó là cái nhìn nó của hành giả phàm phu, nhưng cái nhìn này nó không có rốt ráo bởi vì hành giả chưa có thấy rõ được bốn đế. Riêng các cái tầng thánh thì người ta cũng có cái nhìn nó hơi tự tự, nó hao hao như mấy ông mình nên hành giả phàm phu vậy đó, nhưng mà nó ghê gớm hơn, nó thâm hậu hơn, nó tới nơi tới chốn hơn, nó rốt ráo hơn. Là vì sao? Là vì người ta đã thấy được bốn đế. Cho nên bốn đạo bốn quả, khi mà mình chứng đắc và an trú trong bốn cái này thì được gọi là an trú trong vô tướng tâm giải thoát. Nhiều lần và rất nhiều lần các đại đệ tử lớn của Đức Phật đến hầu Phật, Phật hỏi thế này: hôm nay Ca Diếp, hôm nay Xá Lợi Phất, hôm nay Một Kiền Liên, bla 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 bla, có một cái sắc diện rất là chói sáng, rất là dễ, rất là đẹp, thì ngươi đã an trú cái pháp gì trong cái ngày hôm nay mà ngươi được như vậy? Thì các vị đó là Phật Thế Tôn: hôm nay sau giờ cơm con tìm một chỗ vắng và ngồi an trú trong cái vô tướng tâm định giải thoát. Đấy, thì cái vô tướng tâm này có nhiều cách. Một là các vị cứ ngồi yên vậy tu niệm xứ, tắt a lán rồi nhưng vẫn tiếp tục sống trong niệm xứ. Tôi nghĩ là sao? Hít ra, biết hít ra, thở vào, biết thở vào, thở ra dài, biết thở ra dài, vô ngắn, biết vào vô ngắn, thở ra bằng tâm trạng gì thì biết rõ, thở vào tâm trạng gì biết rõ. Đó gọi là vô, cũng là gọi là vô tướng tâm định, hoặc là các vị nhập thiền quả. Có nghĩa là các vị an trú trở lại cái tầng thánh quả nào mà mình đã đắc chứng, tầng quả cao nhất mà mình đã đắc chứng, ví dụ như đó là vị A La Hán.
thì các vị chỉ cần xếp bằng ngồi hoặc là nằm ở một cái nơi chốn nào đó, thậm chí đứng cũng được nữa, nhà đứng ở một nơi chốn nào đó, rồi các vị nó cứ tác ý, tác ý có cái là nghĩa là nghĩ đến á, à, nghĩ đến, nhà nghĩ đến, chỉ cần có cái chú ý là mình sẽ nghỉ ngơi trong một chút bằng thiền quả, chỉ cần nghĩ như vậy thôi, vị đó lập tức mới bắt đầu lựa một cái đề mục nào đó mà mình thấy thích hợp. Thí dụ như vị đó để dùng cái đề mục thân quán, thọ quán, tâm quán, pháp quán, rồi vị đó chú ý thân của mình đang ra sao, tâm của mình đang ra sao trong vòng ba giây, thì quý vị đã trở lại cái tâm trạng của một hành giả tứ niệm xứ đang quan sát cảnh sắc. Trong vòng ba giây thôi, chỉ cần muốn nghỉ ngơi thì chỉ việc làm cái việc đó, có nghĩa là quan sát cảnh sắc rồi thì sao? Ngay cái khoảnh khắc mà quan sát đó, lập tức cái tâm thánh quả cao nhất mà vị này đã đạt nó sẽ xuất hiện, và vị đó chỉ cần chú niệm, trước khi mà nó xuất hiện vị đó chú niệm là tôi sẽ nghỉ ngơi trong vòng thời gian tàn một cây nhang, thời gian nửa tiếng đồng hồ, một tiếng rưỡi, hai tiếng rưỡi, vì đến chú người như vậy, và trong suốt thời gian đó là coi như tôi nghỉ ngơi hoàn toàn bằng cái tâm thấm quả mà tôi đắc. Thì đúng cái giờ sau khi trải qua hai tiếng rưỡi thì tự nhiên cái tâm thấm quả nó kết thúc và cái tâm ngũ phần bình thường nó xuất hiện, nó xuất hiện và để rồi bị nó trở lại đời sống bình thường. Các bạn nghe kịp không? Nhớ nha. Như vậy thì vô tứ tâm giải thoát là vậy, cho nên là có người mới nói thế này: ủa sao tôi cũng an trú vô tứ tâm giải thoát mà sao mà tôi cứ bị vướng kẹt trong các thứ, mà sao là bởi vì nên tôi tào lao, tôi chưa tới nơi, chứ còn nếu tới nơi thì biết pháp. Như vậy các vị trong trong nhớ chưa, vô tướng ở đây cũng mới vô tướng, có nghĩa là mình biết tướng là cái gì rồi mới tới vô tướng nha. Cái bắt chước thì nó hiểu cái tướng là cái gì rồi. Bây giờ trở lại cho có người nói tôi đã tu tâm từ sẽ vẫn còn sanh, tôi tu tâm bi mà sẽ vẫn, tôi vẫn có lòng muốn đập phá nhiễu hại người và vật chứ vẫn còn hại tâm. Tôi tu hỷ vô lượng tâm mà tại sao tôi vẫn còn ghen tị người bất mãn người khác. Tôi tu xả tâm mà tại sao tôi vẫn còn cái trạng thái là dính mắt. Thì bởi vì anh hiểu sai hoặc là anh đã hành sai nha. Cái vấn đề ở anh chứ không phải vấn đề là giáo pháp của Thế Tôn nha, nhớ cái đó. Và sẵn ở đây tôi nói luôn, có rất là nhiều người Phật tử của mình và cả những người không phải Phật tử, họ mắc một cái lỗi mà rất là đáng tiếc, là họ vì bất mãn một cá nhân nào đó, bất mãn một cái tập thể nào đó, một cái ngôi chùa, một tự viện, một tổ chức một nào đó bèn bỏ đạo. Cái này là cái chuyện vô cùng bậy bạ, giống như là ta giận một ông bác sĩ, ta giận một cái bệnh viện, ta giận một cái phòng mạch nào đó, rồi ta bèn là chia tay vĩnh viễn với y học. Từ đây về sau bệnh là không còn thuốc men, không đến bệnh viện, không gặp bác sĩ, gặp thằng cha bác sĩ nào mình cũng coi như rác, đó là sai nha. Mình có giận cả bệnh viện, mình có giận cả một cái tập thể y bác sĩ nào đó thì hãy khoanh vùng cái bệnh viện đó, cái tập thể y bác sĩ đó lại để qua một bên, và họ không thể nào đại diện cho toàn bộ bệnh viện và y bác sĩ trên khắp hành tinh nha. Ở đây cũng vậy, mình là tu, mình hiểu có vấn đề, hành vấn đề thì mình đừng có quơ đũa cái nắm, mình nghĩ là giáo pháp Thế Tôn là như vậy, hoặc khi mình bất mãn một cá nhân nào đó mình nghĩ là đệ tử Thế Tôn là như vậy, chùa miễu là như vậy, tam bảo là như vậy, cái đám đầu trọc đó là như vậy, cái đám đi chùa nó là như vậy, thì đây là cái sai lầm rất lớn và vô cùng đáng tiếc nha. Đấy. Rồi tiếp theo là vị ấy nghĩ rằng là những ai cho rằng tôi đã tu tập vô tướng tâm giải pháp, tức là tu tập từ tâm, tu tập thiền cuốn sách như vậy, mà tại sao tôi vẫn còn cái là lòng tôi còn chấp cái này cái kia, các tướng thường lạc ngã nghĩ, còn chấp vào các tướng vật chất. Xin nói rõ là tại vì anh tu chưa có đúng, mà anh tu chưa đúng có nghĩa là cái trình cái hiểu của anh nó chưa có đúng, và cái cuối cùng cái cuối cùng là xả chấp, là xả tăng, có nghĩa là cho rằng là tôi từ lâu đã quán chiếu vô ngã, mà tại sao đến bây giờ tôi vẫn còn thấy cái tôi sừng sững và lĩnh lĩnh nha. Thì tôi nhắc lại cái định nghĩa cái cuối cùng, từ lâu rồi tôi luôn sống trong cái tinh thần vô ngã, quán chiếu vô ngã, mà tại sao cứ đụng chuyện là tôi nổi dịch lên làm sao, là tại vì tôi hiểu không có tới nha, không có tới.
Nhiều người hiểu lầm cái này, không nghe nói vô ngã nghĩa là không có ai, nghĩa không phải, vô ngã gọi là không có ai, mà vô ngã có nghĩa là mọi thứ do duyên mà có, mọi thứ do lắp ráp, chứ không có cái gì mà đơn thuần, độc lập mà có thể tồn tại, không nhờ cậy đến vô vàn những cái sự ráp nối và các điều kiện tương quan, nha, không có, không có cái gì nó tồn tại độc lập mà không cần đến cái sự ráp nối, không có cái gì gọi là chỉ có một, nha, cái động từ một đó là không có, nghe cả một vị chánh đẳng giác nói theo cái ngôn ngữ thế gian thì ngài nói rằng mỗi một thời điểm chỉ có một chánh đẳng giác mà thôi, không thể có hai vị Phật cùng một lúc có mặt, không trước không sau, trong một cái hệ mặt trời nha. Tuy nhiên cái chữ một thì mình phải hiểu ngầm là được gọi là một vị Phật thì cũng gồm có bao nhiêu thứ danh và sắc ở trong đó, bao nhiêu cái thứ là duyên trợ nha, thiện và bất thiện nha. Tức là để có được một đức Phật á, mà như mình thấy á, thì trong đó có biết bao nhiêu duyên thiện và bất thiện. Thiện là gì? Đó là ba la mật của ngài. Còn bất thiện là gì? Thì cũng dính vô nghiệp bất thiện, cho nên khi thành Phật rồi ngài cũng bị cái này bị cái kia. Chứ nếu mà thiện trăm tâm thì làm gì có cái chuyện mà một đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà bị người ta lăn đá giết, rồi bị người ta làm cho có những bữa ngày đói bụng đó, bị người ta phá để cho đi bác không ai cúng dường, rồi bị chúng chửi bới vu oan tập kích tập âm mắt à, cho nên là để là có được một vị Phật thì phải nhờ đến vô số cái nhân duyên nha. Cho nên trên trong cái từ điển của nhà Phật nguyên thủy vốn không có cái gì là một hết, tất cả chỉ là những tổng hợp đó, chứ còn không có cái gì là một. Cho nên á, cái mình nói rằng tôi từ lâu tôi đã sống trong cái tinh thần vô ngã, mà tại sao cứ đụng điện là tôi nổi điên lên, cái đụng điện là tôi thấy có một cái tôi to đùng ra, đó là lý do tại vì mình hiểu sai cái vô ngã, hoặc là mình đã hành sai, hoặc là mình đã không có hành liên tục nha. Bản thân chúng tôi đang giảng quý vị nghe, tôi tin chắc 100% Đức Phật nói đúng, và tôi cũng tin chắc 100% cái bài kinh Đức Phật dạy là này các tỳ kheo, nếu năm quẩn này là của các ngươi thì các ngươi có thể sắp đặt nó như thế này, đừng như thế kia, nhưng mà các ngươi có làm được chuyện đó hay không? Chính vì nó là vô ngã vô thường nên các ngươi không thể sắp đặt sai khiến điều khiển năm quẩn thân tâm này nó như thế này như thế kia như ý các ngươi muốn. Cái chuyện đó tôi tin tuyệt đối, bởi vì tôi thấy rõ ràng tôi đâu có muốn già, tôi đâu muốn bệnh, tôi đâu muốn chết, vậy mà tôi cứ già cứ bệnh và cứ chết nha. Tôi đâu có muốn chuyện này chuyện kia xảy ra làm cho tôi phải âu lo, phải bực mình nhưng mà nó cứ xảy ra cho nên là tôi tin Phật chứ, tôi tin những gì Phật nói là tôi tin trong Phật. Vậy mà trong khi đó giảng cho quý vị nghe như thế này, nó bây giờ chỉ cần tôi liếc mắt mà tôi thấy có ai đó mà thảy lên đó một cái chatting mà cứ ghét, cái là nó vẫn bị sốc. Vì sao? Vì phải nói rằng chúng ta chỉ là một đứa bé mà nghe bố mẹ nói thôi, bố mẹ nói thôi bỏ qua đi con, thì mình bắt chước bỏ qua. Chỉ trong lòng một đứa bé còn có cái ấm ức, thì phàm phu cũng vậy. Phật dạy là vô ngã đúng, nhưng trong lòng một phàm phu nó có cái ấm ức, nó có một cái gọi là phiền não tiềm nhiên, nó tiềm tàng, nhớ nha. Và bữa nay tôi cũng nói thiệt với bà con là bà con đừng có kỳ vọng nhiều lắm ở mấy người thuyết pháp. Họ cầm kinh lên, họ giảng kinh cho mình nghe, nhưng mà mình kỳ vọng họ là hào quang xẹt túa như mấy hàng gió đá là chết nha. Các vị cứ biết rằng năm nay tôi 48 tuổi rồi nha, mà tôi vẫn có những cái nỗi nhớ không tên với những cái người khuất mình khuất mặt. Là sao? Là những người ở đâu đó, tình cờ gặp ở đâu đó, rồi họ đối xử với tôi sau đó, rồi tôi về tôi cũng nhớ đến họ để mà tôi thương, có chiếc, có rồi có những người tôi nhớ đến họ để chi, để tôi nổi đi nổi sùng giữa đêm khuya. Có nhiều đêm coi như là mình giật mình vậy, mình đi uống nước mà tự nhiên nó khiến cái gì đó, mình liếc nhìn một cái món đồ nào đó rồi mình chợt nhớ đến ai đó. Nhiều khi nó có liên quan gì hết, nó chỉ là một tí ti nghĩ thôi, là tự nhiên mình nổi điên đến mức mình ngủ không có được. Các bạn nhớ nha, cho nên đừng có ngồi đó mà dạch mộng nha, đừng có ngồi mà nói cha các mấy ông cố mà này mấy ông mà giảng gì viết gì y áo trang nghiêm ly di trả kích thế này, các mấy cha này không còn ngã nó đụng đến là trào máu cho nó giỡn được nha. Cho nên tôi nhớ là có cái ông thầy nó mà ông la thằng bé hàng xóm vô phá chùa đó, ông la nó mà nó về nó mét với ba nó, mà nó vô ba nó tôi nói thầy rồi nó còn nít có gì thì thầy nói với tôi,
chứ thầy la thầy mắng nó rồi tôi đồng ý. Nhưng thầy tôi không có la đánh ai hết đó, tôi chưa đánh ai, cũng chưa có chửi ai. Cái ông bố nghe như vậy cũng hậm hực, như vậy còn ném lại câu cuối cùng dằn mặt. Ông liệu ông làm cho con nó khóc, rồi là ông có yên với tôi đâu. Thì ông nói Bần Tăng chưa có đánh ai, chưa có chửi ai, nhưng Bần Tăng cũng chưa có sợ ai hết trơn. Nhớ nha, vì trong kinh cũng có cái câu này, trong kinh có cái câu này: dầu mình là rắn biết tu thì lâu lâu cũng phải biết khè một chút, chứ không kém mà ta tưởng mình sợi dây rồi nó đem nó cột đồ và đau thấy bà nội. Cái trong kinh có nói thành câu này ghi: dầu mình là rắn biết tu, thỉnh thoảng cũng nên phì phò một tí để đời không tưởng ta là sợi dây rồi đem đi cột củi. Đó, cái câu này rất là quan trọng. Dầu mình là con rắn biết tu rồi đó, chưa biết tu mình là ai cũng là cái thứ rắn hổ trên cái tình đi. Đừng có ngồi mà nói với tôi như vậy không, em là yểu điệu thuộc nữ, em ngoan hiền từ bé, say bé. Không có ai mà ngoan hiền hết, cơn nó chưa có tới nha. Nó chưa có bị chạm nọc, nó chạm rồi nó đốt nhà người ta, nó giết cả họ nha. Cho nên mình cứ nhớ cái câu này: dầu mình là rắn biết tu thì thỉnh thoảng cũng nên phì phò một tí để đời không tưởng ta là sợi dây rồi đem đi cột củi. Cái gì tưởng tượng một con rắn mà nó tưởng là sợi dây rồi nó đem nó cột củi, còn cái gì của nữa nha. Nhớ nha, cho nên ở đây sẵn nhớ giảng cái gì mà tôi phải nói thêm cái là extra, là bonus thêm đấy. Là nhớ cho nó, giống như ngày hôm qua tôi giảng về cái ý nghĩa từ hòa đấy. Có nghĩa là mình luôn luôn sống mà cái từ tâm khi nghĩ về người khác. Tuy nhiên hãy nhớ câu này: lòng hại người thì không nên có, mà lòng đề phòng thì chẳng nên không. Bởi vì tôi có gặp một vài người mà họ tu riết mà không biết họ đặt chưa, mà tôi ghét quá ghét đi. Là vì tu riết tâm ra cái ngu bị trúng gạt, mà gạt thì im đi, chết một mình đi. Đằng này gọi con cho mình khóc thút tha thút thích kể cái ngu đó ra, thì tôi nói trời đất ơi, lòng hại người thì không nên có, mà lòng đề phòng dứt khoát chẳng được không nha. Khổ quá, yếu người đừng đi nắng. Bồ Tát nhiều lúc sống như thành ngu, nhưng vì Ngài cố ý vậy, và khi bị chảy máu đổ lệ Bồ Tát không có than trách. Còn ta thì khác, lâu lâu nổi hứng bồ đề tâm, chơi ngu một bữa lấy tiếng sang, rồi lúc chịu không nổi kêu trời, là chơi ngu chơi dại chứ không phải là tu. Dạ, ở đây cũng vậy. Ý nghĩa từ hòa có nghĩa là luôn luôn sống ở trong cái lòng từ ái, nghĩa đến lợi ích của chúng sinh, đúng. Nhưng mà mình biết con lươn nó khác con rắn con súng, con rắn nước nó không giống con rắn hổ. Cho nên khi mà đi lội nước, nhìn mấy con này nhớ để ý, cái con mới vừa đi qua này là con nước đánh bông súng, nhưng mà cái con kia kìa, cái con mà sọc sọc kia là nó là may gần, nó là rắn hổ nha. Chứ đừng có nói là tôi không cắn ai, nên chắc không ai cắn tôi, thì cái đó là sai nha, đó là sẽ đét này. Cho nên cái thứ sáu này là gì, là nghĩ rằng từ lâu tôi đã tu cái hạnh vô ngã, mà tại sao đụng chuyện cái ngã nó cứ to đùng như cái ngã bảy. Thì xin thưa rằng lý do rất là đơn giản, là bởi vì mình tu được tu sai, hoặc là tu chưa có tới nha. Tôi nhớ có một chuyện một vị hòa thượng trong chùa bên Mỹ, có cô Phật tử đó, cũng làm bếp mà trầu, coi cũng sân si suốt, cũng vô người dữ thì cũng đây mà người hiền của anh hiếp. Có cái ngày nào là cũng có chuyện lên cô mét. Bữa đó cổ vừa đặt chân vô phòng khách của tính gặp hòa thượng, tôi tính gặp hòa thượng thì có mét, thì hòa thượng nói thế này: chùa tính mua thêm chiếc xe bán tải mà không có chỗ để, tính gửi nhà con được không? Thì cái cô này cũng ngạc nhiên, cô nói dạ chùa có đủ xe là mua thêm chi cái số bụng, mà chùa được chỗ mặt kinh bao la sẽ gửi nhà con, biết bao nhiêu người cũng gửi được ở nhà con. Thì sư phụ ông hòa thượng ông nói có lý do chứ con, tại vì rất là trong chùa này, từ cái chùa cho đến nhà phật tử không có ai mà cái sân rộng như con hết trơn.
cái này hiểu là cái chữ sanh, chữ sanh tiếng Mỹ nó là da, mà sanh nó cũng là cái chữ, là cái chữ angry nha. Cho nên ông hòa thượng mới nói rằng là có lý do chứ con, là bởi vì ở trong chùa này rồi nhà của tất cả phật tử không có ai mà có cái sanh rộng như con. Mà nghe nghe đồn á, hình như là sau cái buổi gặp gỡ đó, hình như bà bắt đầu bà đi quê, bắt đầu bà bớt bớt bà bớt tùm lên, bà bớt than phiền, bà bớt bất mãn lại, nhớ nha. Cái sanh mã rộng nhất. Cho nên trong cái room này tôi nghĩ là cũng có rất là nhiều người trong đây có thể cho chúng tôi gọi là gửi cả chiếc xe 18 bánh cho phải không, mà trong đây có nhiều người có thể nghe một chiếc Boeing 747 gửi cũng được nữa, bởi vì tôi thấy có nhiều người cái xăng của họ đó là khoảng cái tầm mà 747 là hai chiếc là cái dư chỗ đá banh luôn. Rồi tiếp theo là sáu pháp cần phải sanh khởi là cái gì ta, đó là đó là à cái này, cái này là cái này thì giảng cho vui với bà con rung rung mà làm sao không hiểu cái này. Có nghĩa là sáu pháp cần phải sanh khởi có nghĩa là sao ta, lòng vô phiền trước sáu trần à, chỉ vậy thôi. Cái sáu pháp mà cần phải sanh khởi nó chỉ là cái lòng vô phiền trước sáu trần. Vô phiền ở đây là gì? Là không thích, không ghét, không có bất mãn, không có đắm đuối trong sáu trần thì gọi là vô phiền nha. Vô phiền là không có phiền não đó nha. Thì ở đây là sáu cái pháp này là sáu cái khả năng vô, sáu khả năng vô phiền này là cái cần phải sanh khởi nha. Sáu pháp rất cần, bởi vì phải nói rằng nhờ đây mà phàm chứng thánh à, nếu mà không đủ duyên á thì phàm phu cũng được an lạc hiện tiền. Biết nghe hiểu không ta? Nhờ đây mà phàm chứng thánh, mà nếu không đủ duyên thì phàm phu cũng được an lạc hiện tiền. Đây là sáu pháp cực kỳ quan trọng, vô cùng quan trọng, và toàn bộ Phật pháp chỉ nằm trong sáu cái này, nói vậy không sai nha. Có nghĩa là các vị còn nhớ trong trong cái bài mà cư trần lạc đạo của vua Trần Nhân Tông đó, cư trần lạc đạo thả tùy duyên đó, sống ở đời này nó sống đơn giản nghèo khó mà sẽ đạo là vui rồi. Thả tự nhiên có nghĩa là nó chỉ đợi tới đâu thì mình cứ tùy cái đó mình sống, chứ mình không có cần phải đi cạy cục chạy vại kiếm tiền gọi là trốn lắm cái gì hết. Cứ trần lạc đạo sống đơn giản nghèo khó nhưng mà vui với đạo được rồi, có cái gì thì nhận cái đó, thả tự nhiên nghĩa là có cái gì thì nhận cái đó. Cơ đắc sang nghề cốn đắc miên, đói thì ăn mà thì ngủ, chứ cái chữ đó đó, cái câu đó sống đơn giản hồn nhiên bằng chánh niệm, chỉ sống đơn giản bằng chánh niệm chứ không có thêm bớt cái gì hết, bằng chánh niệm thôi. Gia trung hữu bảo hưu tầm mệt, trong nội tâm mình nó đã có châu báu rồi thì không cần phải đi kiếm tiền ở đâu nữa, xa xôi. Và cái câu thứ tư là nó minh họa cho cái mình đang nói, đối cảnh vô tâm mạng vấn thiền, có nghĩa là trước sáu tầng cái chữ vô tâm ra đây nó không phải là không có tâm, mà vô tâm nó nghĩa là vô phiền á. Đối với trước với sáu tầng mình có bị phiền não, mình không có trốn chạy, mình cũng không có theo đuổi, không có đam mê, mình cũng không có bất mãn, không có tham, không có ưu trong sáu tầng, thì trường hợp đó được gọi là hành trì con đường giải thoát. Đủ duyên thì phàm phu chứng thánh, nếu thiếu duyên một tí ti thì kẻ thực hành cũng được an lạc hiện tiền. Bởi vì các vị nghĩ thôi, có phải sung sướng không? Có nghĩa là không cái gì làm cho mình bệnh đặc đam mê đắm đuối một cách đặc biệt, mà cũng không có gì làm cho mình bất mãn khó chịu một cách đặc biệt. Mà tôi cũng xin thưa đó, một cái người mà không có hành đại hành trì ấy, thực tế thực chính ấy, không cần đắc, chỉ có hành trì thì tôi đã gọi là thực chính rồi nha, thì không có bao giờ họ ngờ được một chuyện này là cái ngọt và cái đắng trên đời đều là của nợ hết. Cái đắng nó làm cho mình gọi là xót xa đồi đoạn can tràn tan nát nha, đó là cái đắng. Còn cái ngọt thì sao?
cái ngọt đó muốn mà không được là khổ, được rồi giữ không được lại cũng khổ. Nhớ nha, nhớ cái câu hình chú này nha, nhớ cái này, cái này quan trọng lắm. Trên đời thì chỉ có đắng rồi ngọt thôi, còn cái lạc thì khỏi kể làm chi, vì nó lạc nhách. Mà một dịp khác tôi sẽ nói cái lạc nó cũng quải lắm, cái lạc mà nó lạc nản lắm, cái là lạc lạc, lạc tê, nó lạc xê nha. Bây giờ mình nó đắng cái ngọt thôi, thì từ sáng tới chiều, từ trẻ tới già, từ lúc sống đến lúc chết thì mình chỉ quẩn quanh chủ yếu là tốn khổ tìm vui, phải không? Khổ là đắng, mà vui là ngọt rồi. Mà cái đắng thì mình khỏi giới thiệu ai biết đắng, nghĩa là những gì làm cho mình là đổ máu rơi lệ thì gọi là đắng, đó là khỏi giải thích tại sao nó khổ. Nhưng mà cái ngọt á, người không biết đạo không có ngờ đúng quý vị, cái ngọt cái đắng nó khổ còn ghê cái đắng nữa, là bởi vì muốn thì phải đi tìm, cái quá trình mà đi tìm cái ngọt là một cái khổ, tìm mà không được là một cái khổ, được rồi phải giữ cũng là cái khổ, mà giữ không được cũng là cái khổ. Còn cái anh mà đắng thì anh thấy ghê, nhưng mà anh kia thì đắng, anh chỉ có một lần khổ thôi, là một lần khổ. Vậy có ai khổ vì đi tìm cái khổ đâu, có ai khổ là vì đi tìm cái đắng, có ai khổ là vì giữ cái đắng, có ai khổ là vì cái đắng không giữ được nữa, không có. Mình chỉ đối với cái đắng thấy vậy đó, mà mình chỉ khổ một lần lúc mình nếm nó thôi. Còn đối với cái ngọt là mình khổ dài dài nhé, mình khổ dài dài, muốn không được là khổ, được rồi giữ không được cũng khổ nha. Cho nên ở đây sáu pháp cần sinh khởi là đó là sáu pháp vô phiền. Thế nào là sáu pháp vô phiền? Có nghĩa là không có theo đuổi trốn chạy khi mà sáu căn đi sáu trần, dầu thấy nghe ngửi nếm đụng thì không để cho sáu cái này nó làm khổ mình. Bởi vì sao? Quỷ này nó chỉ là ngọt với đắng thôi. Đắng nó làm cho mình chảy nước mắt kiểu khác, mà cái ngọt nó làm cho mình chảy cái mắt cái kiểu khác. Và tôi nói đi nói lại mà tôi không biết nhục, đó là tôi ôm biết mà nhiều người nghĩ rằng nó là sao có nhiều nó hoài nó được phát phát có nhiều đó thôi. Yeah, đáng nó đáng sợ đã đành, mà cái ngọt nó cũng đáng sợ, là bởi vì kiếm tiền là một quá trình đau khổ, được rồi phải tốn công giữ gìn là một quá trình đau khổ, giữ gìn mà không được lại là một quá trình đau khổ. Dạ, yeah, khổ lắm. Ở đây có ai mà bị khổ vì tiền, vì tình, vì danh tiếng, vì quyền lực, như tôi biết nó khổ kinh dị lắm, khổ lắm. Mà hình như tôi nhớ trong đầu của tôi đó, hình như cái đắng đó là tôi khổ một cái ngọt. Có bị là Vân nhớ được cái bản gì không? Cái người mà tôi không ưa đó, họ không có làm khổ tôi nhiều bằng người mà tôi thương. Và những cái món tôi ghét đó, đánh làm tôi khổ hơn là cái món mà tôi thích. Cho nên đây là lý do mà chúng ta nên sống ở trong sáng pháp hàng trú, nhớ nha, Sasta Vihari. Rồi tiếp theo là sáu pháp cần được thắng tri, đó là sáu cái pháp vô thượng anuttariya. Sáu pháp vô thượng an là không, an là không, uttariya là cao hơn. À, mà anuttariya là không gì cao hơn, nhớ nha, an là không, uttariya là cao hơn, mà anuttariya là không có chi cao hơn. Thì sáu cái pháp này nè là được gọi là sáu pháp vô thường. Đấy, kiến vô thường, văn vô thường, lợi đắc vô thường, hành vô thường, ức niệm vô thường. Ức niệm vô thường ở đây là gì ta? Nội dung đơn giản thôi, bất cứ cái gì ta nghe nhìn nhẹ sở hữu rồi hành trì nhẹ thì gặp gỡ trong đời đều không chi hơn được tam bảo. Rồi nội dung của sáu cái này là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bất cứ cái gì ta nghe, nhìn, sở hữu, hành trì, gặp gỡ trong đời đều không có chi mà hơn được tam bảo. Chỉ nhớ như nó gọi là sáu cái vô thường. Thì trong đây nó nói rồi,
mình có gặp gỡ bao nhiêu chư thiên phạm thiên ác ma thiên tử ngọc hoàng thượng đế thái thượng lão quân diêu trì vương mẫu à, bà đen bà chú sứ rồi đại gia tổng thống thủ tướng rồi bao nhiêu thứ vàng bạc châu báu quý hiếm đắt tiền trên đời, tất thể những thứ đó không có một cái cuộc gặp gỡ nào mà nó cao quý mà lợi lạc hơn là cái sự gặp gỡ tam bảo. Nhớ nha. À, gặp gỡ thôi rồi nghe trong đời mình có thể nghe bao nhiêu câu nói, bao nhiêu thứ âm nhạc, bao nhiêu thứ âm thanh, bao nhiêu thứ tiếng động à, thì tất cả những âm thanh tiếng động trên đời này dù hay dù dở không có cái gì mà đem lại lợi lạc cho ta hơn là ta nghe được lời dạy của tam bảo. Rồi sở hữu cũng vậy, trên đời này ta có sở hữu bao nhiêu thứ nhưng mà không có cái gì mà hơn được những cái việc tu tập hành trì theo cái lời của tam bảo. Nhớ cái đó, thì tất cả sáu cái này nè, các vị coi có sáu cái gì đó nè à, ức niệm đó là ghi nhớ, không có một cái ghi nhớ nào hơn là mình ghi nhớ tam bảo trong đời. Tất cả những nỗi nhớ dầu là người xa quê nhớ nước nhớ nguồn, con cái nhớ cha mẹ, người yêu nhớ người yêu, người thân nhớ người thân, bạn bè nhớ bạn bè à, người nhớ vật, người nhớ người, người nhớ cảnh, thì trong tất cả nỗi nhớ ấy không có một cái nỗi nhớ nào mà đáng giá mà nó xứng đáng hơn là cái nỗi nhớ của một cái người gọi là nhớ về tam bảo, nghĩ tưởng về tam bảo nha. Nhớ cái đó, thì tổng cộng lại đó thì được gọi là sáu cái gọi là vô thượng, kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, giới vô thượng, hành vô thượng, ức niệm tức là ghi nhớ đó nha. Lợi đắc cái là mình, cái là mình có được, kiến tức là cái mình thấy, thấy vô thượng là thấy được tam bảo, văn vô thượng là nghe được tam bảo, lợi đắc vô thượng là sở hữu cái gì đó liên hệ đến tam bảo, tưởng đời sống tâm linh đó. Giới vô thượng tức là không có một cái đạo đức nào mà nó hơn được cái đạo đức mà gắn liền tam bảo. Hành vô thượng là cái hành trì nhé. Ức niệm vô thượng là ghi nhớ, thì sáu cái này không có cái gì mà hơn được nhé. Hơn được cho nên được gọi là sáu cái vô thượng. Tự nhiên nói cái này mình nhớ trong kinh có kể cái chuyện, cái chuyện ông Cấp Cô Độc, những cái chuyện mình nhớ được kể rồi phải không ta? Lúc mà ổng chưa có biết đạo Phật, cái bữa năm đến năm thăm người Anh ở một thành phố xa, các vị còn nghe không? Ông Cấp Cô Độc lúc đó ông tên là Sudatto, Sudatto, Sudatto. Còn A Na Tha Bình Đi Cát chỉ là ngoại hiệu hay cái mỹ danh do thiên hạ gọi để tán thán tấm lòng hào sảng của ông. Nhớ nha, nhớ nha. À, các cô đọc cái Anh Na Thá là gì, là homeless. À, Anh Na Thá là người không có nhà cửa, không có nơi nương nhờ. À, còn Binh Đá là thức ăn, Binh Đế Cá là người cho ăn, người bón ăn. Anh Na Thá Binh Đá là cái người nuôi cơm, mấy cái kẻ mà cơ nhở, đúng rồi, Anh Na Thá là cơ nhở, không có nơi nương tựa, cô độc quan quả. Cô là gì? Cô là người già không con cháu. Cô là trẻ con không cha mẹ thì gọi là cô. Còn độc là tuổi già không con cháu chăm sóc. Quan là đàn ông chết vợ, không ai nấu cơm dùm. Quả là đàn bà chết chồng, không ai leo trèo được máng dây điện sửa ống nước dùm. Thì tổng cộng gọi là cô độc quan quả, thì trong bốn cái hạng này mà ai có cái khó khăn thì đến với ổng thì coi như là ổng ra tay giúp đỡ. Chỉ còn cái tên thiệt của ổng là Cấp Cô Độc. À, nói là Sudatto. Còn cái Cấp Cô Độc là mình dịch từ cái chữ Anna có tên tiếng cá, nghĩa là người mà nuôi ăn mấy cái kẻ cơ nhở nha. Thì cái ngày đầu tiên mà ông đến với Phật Pháp là do ông đến ông thăm người Anh ở một thành phố xa. Thì mỗi khi anh em gặp nhau mừng lắm, mà sau lần này ông tới thấy người Anh có vẻ cũng ra mừng ông vậy đó, nhưng mà buông ra liền, nói em coi anh đã giao cho người nhà phòng ốc em lo hết được, phòng em lúc nào cũng nằm sẵn cái đó cho em mà.
bữa nay ông gọi năm có hàng nguyên tâm sự gì hết lu bu lắm, mai thỉnh chư tăng với đức phật tới cũng vừa nên lu bu lắm, chia trại dựng rạp nấu nước ngoài rồi mệt lắm. Thì ông nghe nói chỉ phật là tự nhiên là ông bị sốc, ông hết, ông giống như ông dốc lòng, ông nghe đó là coi như tâm tư cái dồn trong cái chuyện phật thôi. Ông hỏi bây giờ ngày ở đâu thì anh mới nói chỗ đó chỗ đó, đêm nó ngủ không được. Ông mới mở cửa nhà, ông băng băng qua một cái quãng rừng mà trong đó là một cái bãi tha ma mà người ta luyện xác người đó. Người Ấn cái thời đó nó có nhiều cách để an táng một cái con người, một cái xác người. Thủy táng là thả xong, hỏa táng là đem thiêu, mai táng là đem chôn, còn lâm táng là đem luyện vô rừng ấy. Thì họ cái chỗ lâm táng, cho nên là ông phải đi băng qua một cái bãi chỗ luyện xác rồi mới đến chịu đường chỗ Đức Phật. Tại ông Năm chỉ mà, ông Năm đi như vậy mới gặp. Thì cái vị tưởng tượng ông đang đi mà ông dắt nhầm cái xác người mà người ta mới vừa luyện đó. Ông rờ cảm thấy nó lạnh ngắt mà nó dài hòn tóc tai tùm lum, là ông biết ông hết hồn rồi. Rồi ông đi mà ông dắt nhầm cái bộ xương mà ông vẫn cứ đi, là vì sao? Là vì trong lúc ông cứ nghĩ tới Phật, ông nghĩ tới chữ Phật vậy đó, là ánh sáng tự nhiên thấy sáng lòa, không có hào quang gì trơn, tự nhiên do cái tâm ông nó sáng rồi mắt ông nó sáng nha, tâm sáng tự nhiên mắt sáng. Mà bởi vì ông dắt cũng hết hồn thì nó tối trở lại, mà cái lòng nó tối thì mắt nó tối à. Thì lúc đó có một cái con nhà soa nó tên là Sivakat à, Sivakat là bà con kiếp trước của ông các cô độc đó. Biết ông này sẽ gặp Phật, ông được nhiều lợi ích, cho nên nhà soa Sivakat ẩn thân, không có hiện ra, ẩn thân mà nói vang vang ở trong rừng đó là hãy. Ở đây có mấy lần ông sợ quá, ông tính thôi lui rồi, thì có một tiếng nói rằng hãy đưa bước tới đi, đừng có lùi bước. Ngươi có biết rằng mỗi bước chân của ngươi bây giờ trị giá là hàng trăm ngàn đồng vàng. Nói từ mình bây giờ có đáng để mà người đi trong mỗi bước chân là hàng triệu đô la, mỗi bước chân hàng triệu đô la. Thì ông nghe như vậy không phải là vì ông ham tiền, nhưng mà ông được khích lệ bởi cái câu nói đó, nghĩa là biết cái chuyện muốn gặp Phật là sẽ vô vàn lệ. Cứ như vậy đó mà cái lòng ông nó cứ lúc chót lúc tắt, mà cuối cùng ông đến được chỗ Đức Phật và Đức Phật giảng đạo cho ông nghe, và sau đó ông trở thành một vị gọi là đệ nhất cư sĩ về cái vấn đề mà hộ độ Đức Phật và chư tăng nha. Ngài nhớ cái đó. Thì có phải dễ nha quý vị, bởi vì mình á phải tùy cái phước duyên ba la mật nhiều đời mà mình á, là có gặp được chánh pháp hay không, gặp kiểu nào và gặp và bao nhiêu, gặp kiểu nào và được và hành trì được bao nhiêu, chứ không phải đơn giản nha. Rồi tiếp theo là sáu pháp cần tác chứng, sáu pháp cần được tác chứng, mình còn nửa giờ ngồi mới kịp thôi. Sáu pháp cần được tác chứng có nghĩa là lục thông, tiếng Bali gọi là Apinya, về Apinya. Cái này nó lớn chuyện lắm, nên là nếu mà nói mà cho nó tới nơi là không biết bao giờ mới đủ nha. Apinya là lục thông hay là sáu thánh trí là cái gì? Xin thưa đây là sáu cái khả năng của một người mà đã tu tập tới nơi tới chốn, cái chỉ quán xong tu. Đây là cái khả năng của một người đã hành trì rốt ráo cái chỉ quán xong tu là sao tăng. Chỉ ở đây có nghĩa là họ có tu thiền, họ đắc từ sơ nhị tam tứ thiền, đó gọi là chỉ. Còn quán ở đây là họ đã từng là tu tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, và họ đã đắc a la hán. Thì chỉ có cái người nào mà có đắc thiền mà đắc la hán luôn thì người đó mới được gọi là người có lục thông nha. Bởi vì cái lậu tận thông nó là quả vị la hán mà nha, nhớ đó.
Còn mà những cái vị Anaham mà có đắc ngũ thông thì cũng vẫn gọi là Na-hàm ngũ thông chứ không kêu lục thông, bởi vì lục thông phải là La-hán, bởi vì cái thông thứ sáu là quả vị La-hán, nhớ nha. Là quả vị La-hán thì là thứ nhất á, nãy tôi nói cái này nó có nhiều gì để nói là bởi vì một người Phật tử mà không nghe giảng thì chỉ biết đây là sáu loại thần thông, ở sáu cái thánh trí thì thường quá nó nghèo lắm. Mà bây giờ tôi đang suy nghĩ, tôi có đủ duyên, có đủ cảm hứng để tôi nói hay không? Vì nói này đã nói hết bài. Các vị có còn nhớ cái chữ, nhớ cái khái niệm gọi là ảo không? Ảo. Thế giới này là thế giới ảo. Thế giới ảo. Ngày xưa ta chưa biết đạo, ta sống hoàn toàn theo cái sự dẫn dắt chỉ đạo của phiền não, không? Do tiền nghiệp của kiếp trước, do khuynh hướng tâm lý và môi trường hiện tại, chúng ta thích cái này ghét cái kia, chúng ta trốn chạy cái mình ghét và theo đuổi cái mình thích, chúng ta chỉ biết sống như vậy thôi nha, chỉ biết sống như vậy thôi. Rồi khi mà chúng ta biết được Phật pháp, chúng ta có hành trì, thì lúc đó chúng ta mới hiểu ra, ồ thì ra cái thế giới mà đó giờ mình theo đuổi nó là đồ giả. Thí dụ như mình là người châu Phi thì mình thích ăn mặc diêm dúa lè lẹt sặc sỡ, màu mè lung tung lăng tăng, rồi mình làm người Nhật, làm người Âu Mỹ thì mình đơn giản hơn, hợp lý hơn, vừa vặn hơn. Thì tùy vào cái, mình hiểu à, thì ra là tùy vào cái chủng tộc, tùy vào cái chủng loại hữu tình, tùy vào chủng tộc nhân loại mà mình có cái thích cái ghét không giống nhau. Như vậy thì cái thích của người này có thể là cái ghét của người kia nha. Trong suốt nhiều đời nhưng mà sống như vậy, sống trong cái gọi là ảo như vậy, có nghĩa là nó không có thật. Mà bây giờ tôi đang nói thành thông mà tại sao tôi quẹo cái ảo này, đây là như thế này. Hồi đó đến giờ mình không có tu tập thiền định, có kiếp nào có thiền định thì phải như vậy, có lúc có kiếp không. Thì tôi đang nói trường hợp này này, trường hợp này này là trong những kiếp mình không có tu á, thì mình chỉ biết đất là cái gì đó mình rờ được, nước là cái gì đó mình thấy được, lửa là cái gì đó mình cảm được, gió là cái gì đó mình nhận ra được bằng cái sự lắc lay xô đẩy trương phòng áp suất lập ra nha. Đó giờ mình sống trong thiền não mình chỉ biết đến cái lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, mình mới biết nó theo cái nhận thức của thế thượng thôi nha. Đấy. Nhưng hôm nay khi mà ta chứng thiền ấy thì một lần nữa, khi mà chứng thiền chứng thông thì ta lại biết thêm một khía cạnh ảo hóa nữa của vạn hữu. Đấy. Hiểu không ta? Khi mà chứng thiền chứng thông á, chứng thiền là đắc thiền chứng thông là có thần thông á, thì ta lại biết thêm một khía cạnh ảo hóa nữa của vạn hữu là sao? Là như thế này. Một hành giả đắc thành công ngồi tại không, tôi nói rõ luôn tại không, thậm chí trên người chỉ có một cái xà lỏng thôi, không có cái gì hết, vô sản tuyệt đối nha, vô sản tuyệt đối. Trên người chỉ có một cái xà lỏng thôi, chỉ cần vị này ngồi yên lại hoặc là đứng yên lại, nghĩ tới một điều thôi, nghĩ tới một điều. Bây giờ nghĩ đến cái đề mục nào bữa học mình đã tu á, bây giờ mình niệm đề mục đất đi, mình niệm đất 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 đất, chỉ cần nghĩ đến nhìn một cái mặt nước mà mình nghĩ rằng đất, với cái định tâm của hành giả đắc thiền, khi mà hành giả nói đất một cái thì nguyên cái mặt nước trước mặt vị này nó bèn trở thành đất đất thiệt. Vị này có thể đi trên đó tỉnh bơ, dĩ nhiên nó chỉ là đất trong cái cảm nhận của đương sự thôi. Các bạn nghe kịp không ta? Có nghe tôi nói kịp không? Có nghĩa là khi mà mình đắc đắc thì đắc thiền rồi, mình có thần thông đó, cái thần thông đó là ở đâu ra? Thần thông nó chỉ là sức mạnh nội tâm của ông đắc thiền thôi, chứ không có gì ghê gớm hết. Khi mà ông chỉ cần ông muốn đi qua một cái mặt nước, ông chỉ nói một ông tự ông nghĩ một cái nước đi, ông xin lỗi nó đắc, ông nói đắc đắc đi, hãy biến thành đất đi, là lập tức với cái sức định tâm của ông nguyên một cái mặt hồ mặt sông nó thành ra đất ngay. Mà vì sao? Là vì trước đây ông đã từng tu được một đất, ông để cái miếng đất trước mặt, ông niệm đất 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 đất,
Ông niệm đến một lúc nào đó, nhắm mắt lại lúc nào không hay, mà cái miếng đất đó nó vẫn lồ lộ mồm một sừng sững lừng lững trước mặt ông nha. Mà ông cứ tiếp tục niệm như vậy đến một lúc cái đất tưởng tượng đó nó trở thành ra là một cái điểm bằng bạc, bằng vàng, hoặc là một cái mặt trời mặt trăng sáng rực. Nhưng mà trong cái tâm thức của hành giả vẫn biết đây là cái miếng đất đề mục, chứ không phải cái gì gì lạ hết rồi. Hành giả cứ tiếp tục niệm như vậy và hành giả đặt sơ nhị tam tứ thiền. Với cái sức mạnh tĩnh tâm của một người đắc tứ thiền ban đề mục đất nha, thì khi nào mà cần thiết, phải nói thêm là khi nào cần thiết, chứ còn mà mình không có hành đạo, không học đạo, mình nghe người ta có khả năng thì chắc mình ăn là tối ngày cứ đi qua sông qua suối thì mới đúng. Mình đắc rồi tự nhiên mình chán rồi quý vị. Vì sao? Là vì anh muốn đắc thiền thì anh phải ly dục, anh bớt muốn này bớt muốn kia. Chẳng hạn như tôi nhiều khi tôi nghĩ trong bụng, nói trời ơi bây giờ mà tôi ngồi đúng đám đông thôi mà tôi chỉ nhắc cái mông lên khoảng chừng 3 tắc là tôi ăn cả đời không hết. Bây giờ mấy người bị ung thư đó, tôi không cần chữa khỏi, tôi chỉ cần tôi vuốt nhẹ cái chỗ đau mà nó nghe mắt lạnh rồi nó chết, nhiễm cười nó chết là tôi đã ăn không hết rồi nha. Thì khi mà tôi còn năm dùng thì dĩ nhiên tôi không có cái khả năng thành thông. Nhưng mà khi tôi có khả năng thành thông thì tôi bỏ luôn cái suy nghĩ này, tôi không có khả năng, không có cái suy nghĩ này. Bây giờ mình đi kiếm những người đại gia bị bệnh đó, rồi để mình chữa cho họ, kiểu như bỏ gần yên bây giờ đó là tiến tâm lừng lẫy rồi đó. Thì không, nhớ cái điều quan trọng đó. Bởi cho nên mấy ông thầy bùa đó, mà thứ giỏi mà thứ thiệt đó, lên cái mức mà thượng thừa chí tôn vô thượng đó, thì mà không còn có lòng tham tiền tham danh nữa quý vị, thì mà mới đạt tới cảnh giới cao nhất của chúng Phật. Còn cái thứ mà lang băm, cái thứ mà thầy bùa mà tàu lao đó, cái thứ đó thì nó còn mong ước thích thú này nọ, thì cái thứ tay nghề nó mới cao, mà cái thứ mà lên tới đỉnh là nó không thích gì hết. Mà chính vì nó không thích gì hết cho nên tay nghề nó mới lên tới đỉnh nha. Cái này cái quan trọng ở đây cũng vậy. Khi mà hành giả nó đã tu cái đề mục đất thì hành giả muốn đi qua sông qua xuống, đi qua mặt nước, đi qua hư không đó, chỉ cần niệm đất một phát thì cái sự định tâm trước đây lúc bây giờ nó sẽ tạo ra một cái miếng đất ảo hóa cho đường sự đấy. Rồi hành giả có thể dời non lấp biển, ban ngày có thể tạo ra bóng tối, ban đêm có thể tạo ra ánh sáng, biến một cái vật gì đó từ màu này sang màu kia, biến một cái vật nhỏ sang thành lớn, biến một vật lớn thành nhỏ, biến một cái vật ở xa thành gần, biến một cái vật gần thành ra ở xa, lặp la. Thì toàn bộ khả năng này được gọi là thành túc sa diệt. Nhớ nha, ít thì bị thanh. Đấy, cái đầu tiên đó. Bây giờ mà bởi cho nên cái này nếu học cho lý mà học cho nó kỹ ấy, là mình đã thấy đây là một pháp môn tu tập. Bởi vì mình học về lục thông, có nghĩa là mình học về cái ảo thế giới, học về lục thông là học về bản chất ảo hóa của thế giới và cái hành trình tu kính giải thoát. Kinh dị chưa? Cái lục thông này là nó dễ sợ như vậy nha. Rồi cái khả năng mà biến hiện tùm lum tà la đó gọi là thành tục. Rồi cái khả năng thứ hai là cái khả năng thiên nhĩ, gọi là thiên lý nhĩ, hoặc là thuận phong nhĩ. Có nghĩa là với cái khả năng của người đắc thiền nha. Mà cái này phải quan trọng nha. Đắc ngũ thiền và có một khả năng thính giác bình thường không trục trặc. Nhớ cái này quan trọng nha. Hai cái này nó cộng lại nó mới cho ra cái khả năng này. Đắc ngũ thiền và có một khả năng thính giác bình thường không trục trặc, có nghĩa là người biết thì không có được thiên nhĩ thông. Nhớ cái này nha, nhớ nha, làm ơn quý vị nhớ nhìn chữ này. Có nghĩa là tuy ngũ thông á, thiên nhĩ thông đó là thuộc về cái cảnh giới của cái người đắc thiền, nhưng mà đương sự nó phải cái thiên nhĩ nó phải dựa trên cái nền tảng là cái anh này anh phải có cái lỗ tai bình thường, cái thần kinh thính giác của anh bình thường, chứ một người điếc không có luyện nhĩ thông được. Nhớ nha, thời Đức Phật đã có chuyện này rồi. Một vị tỳ kheo kiếp trước là từng làm, từng gieo cái nghiệp mà tại vì nó dài để từng gieo nghiệp mà tấn công cái màng nhĩ của người khác, cho nên đời đời sinh ra cái bị quẩn là điếc, cái rảnh là điếc thôi.
đến khi gặp Phật thì vị này có tu tập thiền định, đặt được thiên nhãn, nhìn thấy chư thiên rồi tùm lum tả lắm, nhưng mà không có nghe họ nói được cái gì hết, giống như là đang coi tivi mà bị tắt cái vô ly vậy đó. Không biết trong trong mình có nghe không ta? Alo, giống như coi tivi mà tao tắt vô ly á, có nghĩa là thấy ông đi qua bà đi lại nhưng mà không biết nói cái gì. Ở đây cũng vậy, nhớ nha. Rồi khi mà mình đắc thiên nhĩ, khi mà mình đã có đắc được ngũ thiền sắc giới mà cộng với cái khả năng thính giác bình thường, không cần xuất sắc, chỉ cần bình thường thôi, thì nếu mình muốn thì mình có thể nghe được những cái âm thanh, những cái âm thanh, những tiếng động mà cực nhỏ và cực xa mà người khác không nghe được, nhớ nha. Rồi cái tiếp theo là cái khả năng thiên, cái đề thiếu, đề thiếu một cái nha. Đây thiếu đây trong đây nói tiếp theo là cái khả năng là tha tâm thông, chứ lúc đó nó còn có cái thiên nhãn nữa. Thì tha tâm thông là sao? Tha tâm thông là mình là phải ghi nha, đương sự phải có thiên nhãn mới có tha tâm thông được. Rồi cái muốn đắc cái thiên nhãn thì phải đắc cái ta ngũ thiền sắc giới và cái gì ta không đuôi mù, có nghĩa là khả năng thị giác cái bình thường, nhớ nha. Đó, cái này mới quan trọng nè. Muốn có tha tâm thông á, muốn hiểu được người ta nghĩ cái gì là chuyện đầu tiên là đương sự phải có thiên nhãn, dùng cái thiên nhãn quan sát người ta. Thì đây là chú giải nói thôi, chứ là làm sao tôi đâu có đắc đâu mà tôi biết được, nghe ép tôi chứng minh tôi khổ quá khổ nha. Cho nên muốn có thiên nhãn thì đầu tiên phải có tha tâm thông, rồi mà muốn đắc thiên nhãn á, thì phải có đắc ngũ thiền mà với là không mưa mù, có nghĩa là sao, phải có cái khả năng thị giác ok nha. Người mù phải ghi nha, người mù không thể mà luyện cái thiên nhãn thông, người điếc có thể luyện cái thiên nhĩ thông, nhớ cái này rất là đặc biệt nha. Rồi tiếp theo là túc mạng thông hoặc là túc mạng minh. Túc mạng minh mà để cho lại chưa không được yêu thông này, túc mạng thông là trí nhớ lại, nhớ lại quả luân hồi, rồi cái sinh tử thông nó mở một đơn, có chỗ cũng là thiên nhãn thông á ha. Cái thiên nhãn bởi tôi nói là nó có hai nghĩa, nghĩa một là cái khả năng thấy được những cái xa, cực xa và cực vi thì gọi là thiên nhãn. Nhưng thiên nhãn cũng còn có một trường hợp nữa, nó là đồng nghĩa với sanh tử minh, có nghĩa là trí thấy rõ cái nhân luân hồi. Rồi gì nữa, cái cuối cùng là lậu tận thông, cũng là lậu tận minh á ha, cũng là lậu tận minh á, là trí xuyên qua nhân quả luân hồi mà thấy được bốn đế, 12 duyên khởi rồi chấm dứt toàn bộ phiền não để thấy không còn gì đáng ghét đáng thích, gọi là lậu tận thông. Các vị nghe kịp chưa? Đó, cái sáu thông nó làm như vậy đó. Có nghĩa là túc mạng thông đó là cái trí nhớ lại cái quả luân hồi là sao ta? Là nhớ là kiếp trước mình từng làm nam nữ đẹp xấu thọ yểu khôn ngu sang hèn giàu nghèo bla 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 bla, thấy mình từng là con dồi con sâu, từng là ông hoàng bà chúa tướng quân đại gia đó. Thì thấy cái đó được gọi là thấy cái quả luân hồi. Còn thấy cái nhân luân hồi là sao, cái sanh tử thông nó thấy nhân luân hồi là sao, thấy rằng do nghiệp nào mà cái kiếp kia mình khổ quá cỡ, do cái phước nào mà cái kiếp nọ mình sung sướng quá cỡ,
để trong lúc nghe kiểu ông ta, có nghĩa là thấy cái kết thúc mạng là thấy rõ cuộc đời của mình trong các kiếp sống trước nó ra sao, buồn vui thế nào. Còn cái sanh tử minh là hiểu được lý do vì đâu mà mình sướng như vậy, vì đâu mình khổ như vậy, mình đâu vì đâu mình sang hèn ngu trí hiền ác như vậy. Hiểu cái đó gọi là sanh tử nha, hiểu được là thấy được cái quả, thấy được cái nhân luân hồi. Rồi còn cái cuối cùng, cái thông thứ sáu là lậu tận thông ấy, là sao ta? Có nghĩa là vị này thông qua cái trí mà thấy cái nhân luân hồi và quả luân hồi, vị này lập tức thấy được cái giáo lý bốn đế và 12 duyên khởi. Bốn đế tôi đã nói rồi, là thông minh, bây giờ mình học đạo rồi mình cộng với cái ngồi suy diễn tưởng tượng mà lý luận thì mình thấy đời là khổ, nhưng mà thấy không có ghê bằng mấy cha mà đắc thiên, đắc thiên nhãn mà đắc sinh tử minh này đâu. Mấy cha này họ thấy ghê, mình họ thấy tận mắt luôn, họ thấy là rõ ràng đó là cái kiếp đó là con dầu ở dưới hầm cầu, rồi cái kiếp kia lên làm hoa hậu, làm nữ hoàng, rồi kiếp nọ làm ăn cướp, làm du đảng, rồi kiếp nọ làm thầy chùa, làm linh mục, rồi bị đâm chém lòi ruột móc mắt, rồi bệnh không thuốc uống đâu thì ăn lạnh lại không có chăn, không có đèn lên, rồi bị hài hiếp, bị tù quan, bị du khống, rồi kiếp kia là bị làm dê, làm heo, làm bò, bị thiến đó, làm gà, bị người ta giết, người ta ăn thịt, rồi đi gặp nạn trên biển cả, sa mạc, rừng sâu, núi cao. Nó thấy là nguyên một cái bức tranh sanh tử ghê như vậy đó nha. Đó là thấy cái quả luân hồi. Còn thấy cái nhân luân hồi là thấy vì đâu mà mình đã bị cái đó, được cái kia là bởi vì do nghiệp thiện này, do nghiệp ác kia, hai cái này cộng lại là bị nó nổi da gà, bị nó thấy là ngồi thì ra hễ có mặt là khổ. À, và thứ hai, tất cả những gì ta thích đều là thích trong khổ. Ồ, rồi cái thứ ba, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Và cái thứ tư, hành trình nhìn lại khổ để không thích khổ được gọi là đạo đế. Rồi 12 duyên khởi là sao? Là do thấy rằng vì không hiểu 12 duyên khởi nên chúng sanh mới trốn khổ tìm vui ban bằng các nghiệp thiện ác. Do có nghiệp thiện ác mới có các tâm đầu thai, do có tâm đầu thai nên mới có sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Từ sáu căn này này mà không có tu tập thì tiếp tục hưởng thụ cái này, bất mãn cái kia, rồi tạo ra các nghiệp thiện ác. Đó, nói cho nên nôm na thì từ cái nghiệp thiện ác lại tiếp tục gây ra các cái tâm, tạo ra các tâm đầu thai để đi sang kiếp khác. Mà hễ có tâm đầu thai thì phải có kiếp sống, mà hễ có kiếp sống thì có sanh già đau chết, có sầu bi khổ ưu não, muốn mà không được, thương là phải xa, ghét mà phải gần. Đấy, mà cứ như vậy nó cứ quay hoài thì là bị hành giả thấy ghê quá, nhàm chán, không còn tiếp tục thích cái này ghét cái kia nữa thì bèn đắc a la hán. Các vị nghe hiểu không? Thông là mình học lại tinh hoa của Phật pháp. Là vì sao? Là vì học lục thông mình thấy rằng trước đây mình sống trong năm dục. Khi mà chán năm dục rồi mình mới tu thiền. Ngày xưa hưởng dục, ta sống ảo kiểu thấp nhất. Chán dục rồi ta chứng thiền, sống ảo theo cách cao cấp hơn. Người chán người thấy được nhân quả luân hồi thì không còn sống ảo nữa. Dễ sợ chưa? Cái bài giảng của tôi bữa nay đã kết thúc ở bây giờ lúc 4 giờ, nhưng mà tôi rất là tâm đắc với cái bài giảng về lục thông này bằng ba cái ghi chú này. Ngày xưa hưởng dục á, cái loại dục giới ta sống ảo kiểu thấp nhất, chán dục rồi ta chứng thiền, sống ảo theo cách cao cấp hơn. Thì sao mà không ảo được? Không có đất mà lại nghĩ là đất có ra liền,
À, là do mình tình tu cái đề mục hư không, cho nên mình muốn xuyên tường, xuyên núi, xuyên vách, xuyên đá, xuyên gỗ rất là dễ. Chỉ cần niệm quảng trống, chỉ cần nói với trong bụng là quảng trống đi, là lập tức nó trong lòng mình đi định bơ, mà trong mắt người khác đó là xuyên tường, xuyên gỗ, xuyên vách nha. Rồi bây giờ mình muốn có ánh sáng thì xưa mình tu đề mục ánh sáng, tu đề mục màu trắng, đề mục màu trắng về đề mục ánh sáng, nó có thể tạo ra ánh sáng thì tập thiền nha. Cho nên bây giờ nó đang tu thu như nói sáng đi là nó bèn sáng, mà mình nói tối đi là vì như ngày xưa mình tình tu được một màu xanh. Cho nên bây giờ mình có hai cái khả năng, một là mình có thể biến mọi thứ màu xanh như ý mình, mà đồng thời mình cũng có thể tạo ra bóng tối như ý mình thích. Để như vậy thì ảo theo kiểu gì ta? Ảo theo kiểu của người ly dục. Dùng thần thông cũng là một kiểu sống ảo. Dùng thần thông cũng là một kiểu sống ảo. Các vị nghe kịp không ta? Alo, ví dụ như trong kinh mình nói lúc mà vua A Xà Thế mà thỉnh ngài Ca Diếp tôn trí xá lợi của Đức Thế Tôn vào trong bảo tháp, thì ngài Ca Diếp ngài xét thấy rằng 218 năm sau sẽ có một vị đại đế thống nhất toàn cõi sơn hà Ấn Độ tên là Asoka đại đế. Ông này là trước là bảo chúa, sau là hiền quân hộ trì chánh pháp rất mực cung kính, và nhờ ông này Phật pháp sẽ được truyền bá khắp nơi ở Á Châu, đem lại vô vàn lợi lạc cho quần sanh nhân loại. Xét thấy điều này, ngài Ca Diếp lúc mà tôn trí Xá Lợi Thế Tôn vào trong lòng đại tháp cho vua A Xà Thế, thì ngài có chú nguyện như thế này: mong sao đèn ở đây trong suốt 218 năm không tắt, hoa ở đây trong suốt 218 năm không héo không khô, tất cả hãy nguyên vị như vậy để chờ đợi, hãy giữ nguyên trạng như vậy để chờ đợi. Khi nào vua A Dục nhìn thấy cái cảnh đặc biệt này, vua phát tính tâm hộ trì Phật pháp nha. Nói xong thì ngài lại lễ đảnh lễ Xá Lợi lần cũ rồi lùi ra cho người của vua A Xà Thế đem gặp đem rửa phong kính lại hoa đại tháp, và từ đó bà con cứ xì xịt lại mà không thấy Xá Lợi đâu hết, vì Xá Lợi đã được tôn trí kính mít ở trong lòng tháp. 218 năm sau, theo cái luật đời dấu biển, cái ngôi cổ tháp xưa ngày một rêu phong, có chỗ sụp, có chỗ nứt. Vua A Dục khi mà được hướng dẫn đến lễ tháp thì vua thấy lòng thương cảm, khôn vui. Vua nói trời ơi, tháp thờ đạo sư ba cõi mà như vậy, có lẽ con xin làm lại cái bảo tháp khác quy hoàng tráng lệ, hoành tráng hơn, xứng đáng với thiệt tôi. Ông nói rồi đó thì ông mới cho người khai tháp để mà thỉnh cái Xá Lợi ra. Khi mà tháo được mấy viên gạch ra rồi đó thì các vị có biết không, vua bàng hoàng lại phải nịnh nhẹ vào tay cái vị sư mà dắt mình đi, bởi vì vua sửng sốt tưởng mình đang diêm bao. Khi mà thấy cái ngọn đèn ở trong đó vẫn cháy, lửa vẫn tung tăng nhảy nhót, hồn nhiên thân ngay như thế nào, và bao nhiêu hoa thơm hoa quý tụi họ 218 năm qua vẫn thơm phức và tươi thắm như là mới vừa hái cách đây 15 phút. Đấy, nhớ nha. Thì cái đó là ảo chứ còn gì nữa. Tức là ngài chỉ dùng thần thông là chú nguyện, hoa nào là 218 năm, chỉ trừ nó hoa giấy, hoa nhựa, hoa sạch. Vậy đó mà vẫn tươi nó ghê chứ. Đó là ảo thưa quý vị nha, ảo. Tức là đối với người không biết gì mà thấy trận thần thông ghê quá, nhưng mà với người biết đạo, hiểu thiền, hiểu thông thì cái đó vẫn là ảo. Tức nghĩa là do cái tâm mình nó muốn cái thần thông mình nó tạo ra rồi nó như vậy, nhưng mà sau đó thì thôi, không có ai có thể dùng thần thông để mà giữ hoài một đóa hoa đời đời không héo, giữ hoài một cái mạng người đời đời không chết thì nó không có, nó chỉ có tác dụng trong một ít thời đoạn nào đó thôi nha. Cho nên tôi muốn kết lại, tôi muốn chốt lại cái bài giảng này ở chỗ là cái phần mình nói về lục thông đó là cho chúng ta biết những chuyện rất là quan trọng. Trần gian này vốn là cõi ảo hóa, ngày hưởng dục chìm đắm trong cái đời sống thấp kém, ta sống ảo thì kiểu thấp nhất. Ngày biết chán dục, ta biết hành thiền, biết kiến thông thì ta sống ảo thì cách cao hơn. Mãi đến khi mà đủ duyên lành ba la mật rồi thì sao ta, thì mình mới là thật nhận ra mọi thứ là ảo, để rồi không còn tiếp tục thương ghét cái gì nữa, thì ấy mới thật sự mới lìa còn lên sống ảo. Ok, các vị một ngày vui an lành và một đêm nhiều mộng đẹp.